chương 2480, dị vực tan tác hạ. Lăng Hàn cũng không có ra tay, chỉ chắp tay mà đứng, trong phiến trời đất này hắn chính là chúa tể chân chính. Chết, tạp chát long và á mỗ đồng thời ra tay, công kích qua Lăng Hàn. ầm ầm, đây là một kích liều mạng của hai đại đế tinh, năng lượng giết gào như là biển gầm, phiến tinh không này sôi trào, bành trướng. Tinh thể bốn phía trong phạm vi ức vạn dặm đều bị đánh nát bấy. Một thanh thương màu đen được tạp chát long nhổ từ trong miệng ra, rơi về phía lăng hàn. Mà trong thân thể đứt rời của á mỗ, một cái gai xương ngưng tụ mà thành, hóa thành ngàn vạn mũi tên nhọn bắn tới lăng hàn. Bọn hắn không tiếc tự hại mình tăng chiến lực lên hơn nữa uy lực liên thủ, chỉ sợ ngay cả đế tinh cửu bí cũng không dám ngạnh kháng một kích này. Nhưng mà sau khi đánh ra một kích này, bọn hắn lại quay đầu bỏ chạy. Không phải là bọn hắn chạy tới lối ra mà chạy sang hai bên trái phải. Phóng tới chỗ sâu hơn trong phiến tinh không này, tốc độ của hai người này quá nhanh, chỉ trong nháy mắt bọn hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi lăng hàn ra tay nhẹ nhàng nhấn về phía trước một cái lập tức vô luận là thiên thương cũng tốt hay là gai xương cũng vậy đều bị nát bấy Ngả lý nạp thở dài hai đại đế tinh không tiếc tự làm tổn thương bản thân mình thoát thân cho dù là thập bí cũng không có khả năng ngăn cản dù sao thập bí vẫn là tiên phủ cảnh không giống như thập nhất bí chiến lược trực tiếp tăng lên tới thăng nguyên cảnh như vậy cho dù là đế tinh thập bí có liều mạng cũng vô dụng các hạ, rốt cuộc ngươi là ai? Hắn vô cùng hiếu kỳ, bên tiên vực từ khi nào xuất hiện một siêu cấp thiên tài như vậy? Lăng Hàn vỗ vỗ vai ngả lý nạp, cười nói, không phải ta nói rồi sao, ta là người tàn sát gà. Được rồi, hiện tại ta muốn đi tàn sát gà, thân thể hắn khẽ động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ngải Lý Nạp cũng không cho rằng Lăng Hàn có thể đuổi theo được tạp chát long hoặc là á mỗ. Hai người này chỉ thấp hơn Lăng Hàn một tiểu cảnh giới. Lại chạy sớm hơn, chạy cùng một đường còn khó đuổi theo hướng chi là phân thành hai đường. Hắn ngẫm nghĩ, lại đuổi về phía đám người dị vực đang chạy tán loạn. Tuy rằng lực lượng quy tắc của hắn tiêu hao rất lớn, nhưng mà đế tinh bát bí ra tay, dù chỉ còn lại một phần trăm lực lượng vẫn cường đại vô cùng. Tạp chát long trốn, hắn chạy vô cùng xa, nhưng lại mượn tinh thể yểm hộ, hắn tự tin mình hoàn toàn có thể thoát khỏi lăng hàn truy kích. Hắn nhìn chung quanh, trong mắt hiện lên vẻ phẫn hận. Nhất tộc này của hắn, xưng là bộ phận cứng rắn nhất, có thể so sánh với chuẩn tiên kim cùng dai, lưu trữ tinh huyết của hắn, lúc nguy cấp có thể cưỡng ép thiêu đốt tinh huyết bên trong, đổi lấy chiến lược tăng lên. Nhưng mà một khi thiêu đốt thì không được bỏ dở, mà tổn thất một lượng lớn tinh huyết chẳng những có thể khiến cho chiến lực của hắn đại giảm mà tu vi cũng sẽ thụt lùi, thậm chí là ảnh hưởng tới con đường võ đạo ngày sau. Nhưng chỉ cần giữ lại được mạng, như vậy tất cả còn có cơ hội. Hắn đi vào một khỏa tinh cầu, đây là một tinh thể vừa mới sinh ra, hoang vu, thê lương, không có một chút dấu vết tính mạng nào. Tạp chát long ngồi trên một tảng đá lớn, thở phi phò, lại xuất ra đan dược phục dụng, để trị liệu tổn thương từ cái sừng của hắn. Này, không nên ngồi lên trên người ta, một tha âm từ dưới người hắn truyền ra, tạp chát long lập tức sợ hãi tới mức mặt xanh lên, mông như là trúng đạn, nhảy lên. Hắn dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn hòn đá kia. Đó chính là một hòn đá bình thường, cũng không có tay hoặc chân. Làm sao có tê hơ, tim hắn như là trống đập, vừa rồi rõ ràng hắn nghe được thanh âm của lăng hàn a ngươi đang tìm ta sao thanh âm của lăng hàn vang lên tạp chát long vội vàng quay người lại chỉ thấy lúc này lăng hàn đang nhẹ nhàng đứng sau lưng hắn không có khả năng hắn lập tức kêu lên dù thực lực của lăng hàn mạnh hơn hắn cũng không có khả năng không có chút một tiếng động nào hiện ra xua lưng hắn như vậy lăng hàn lộ ra chân dung hiện tại ở nơi này không có người khác đương nhiên hắn không cần che giấu dung mạo hắn cười nói vì sao không có khả năng chứ tạp chát long nhìn lăng hàn hắn chỉ thấy đây là một khuôn mặt lạ lẫm vô cùng dù thế nào hắn cũng không nhận ra được hắn chỉ vào lăng hàn nói ngươi chỉ lớn hơn ta một tiểu cảnh giới vì sao lại có thể nhanh như vậy đuổi theo ta hơn nữa lại còn xuất hiện đằng sau ta ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra cái gì nếu như lăng hàn là thang nguyên cảnh thì mới không sai biệt lắm nhưng mà thang nguyên cảnh không có cách nào tiến vào đây điều này nói rõ đối phương chỉ có thể là bát liên thập nhất tầng mà thôi có khả năng sao lăng hàn mỉm cười nói có gì mà không có khả năng chứ ngươi chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi tạp chát long cũng cười lớn nói tuy rằng ngươi đuổi theo ta nhưng mà nói với ta lâu như vậy hơn nữa ta còn có thể cầm chân ngươi một hồi đủ để cho á mỗ chạy trốn ngày tốt lành của ngươi không còn lâu đâu một khi xích huyết xuất thế sẽ giết ngươi như giết gà vậy lăng hàn lắc đầu ta mới là người tàn sát gà đoạt ngoại hiệu của ta cũng không có kết cục tốt lành gì đâu ha ha tới đây chiến một trận tạp chát long không còn biện pháp đành phải buông bỏ tất cả chỉ có thể chiến một trận mà thôi vừa mới buông bỏ không ngờ tâm cảnh hắn lại hoàn thành một lần lột xác oanh trên người hắn có khí thế đáng sợ chấn động thực lực tăng lên một mảng lớn trước đó dù sao hắn cũng chưa từng lâm vào tuyệt cảnh như vậy bởi vậy hiện tại tâm linh được rèn luyện không ngờ lại khiến cho hắn đột phá siêu việt trước đó đế tinh dù sao cũng là đế tinh cho dù là khốn cảnh cũng có thể hóa thành cơ duyên đáng tiếc nếu như để cho ta một chút thời gian nữa ta có thể đột phá lên bát lên cửu tầng đến lúc đó ai thắng ai thua còn khó nói tạp chát long có chút đáng tiếc nói nếu như hắn đột phá bát liên cửu tầng lại mượn nhờ thiêu đốt tinh huyết như vậy tương đương với cảnh giới bát liên thập tầng hoàn toàn không thua lăng hàn lăng hàn nhoẻn miệng cười nói tốt như vậy ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cảnh giới cửu bí hắn duỗi một ngón tay rồi điểm một cái một đạo quang mang lập tức quấn quanh tạp chát long sau đó khí thức của tạp chát long bắt đầu bành trướng, giống như không có chừng mực vậy. chương 2481, xóa bỏ, gấp 3, gấp 5, gấp 10 lần, tu vi của tạp chát long hiện tại là bát liên cửu tầng. Tu vi tăng lên rõ ràng, nhưng mà bản thân tạp chát long lại cảm thấy toàn thân phát lạnh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Chỉ một ngón tay mà thôi, lại khiến cho tu vi hắn tăng lên một tiểu cảnh giới, đây là năng lực như thế nào chứ? Ngươi là tạo hóa sao? Ý niệm này xẹt qua trong đầu u, hắn đột nhiên giật mình vô cùng khiếp sợ một tay chỉ vào lăng hàn ngón tay cũng phát run ngươi 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 đạt được khởi nguyên ma phương nếu không phải là như vậy ngay cả tiên vương cũng không có khả năng dùng một ngón tay làm cho hắn tăng lên một tiểu cảnh giới thiên địa có quy củ của thiên địa chỉ có trở thành chúa tể của phiến thiên địa này mới có thể tùy tâm sử dụng một ý nghĩ thành thần một ý nghĩ thành ma đương nhiên hắn tăng lên một tiểu cảnh giới cũng chỉ có thể áp dụng ở nơi này một khi rời khỏi đây hắn sẽ trở về nguyên trạng. Lăng Hàn nhoèn miệng cười nói, rốt cuộc cũng kịp phản ứng rồi sao? Làn da của tạp chát long vốn đỏ thấm, nhưng hiện tại vì sửng sốt cho nên đã trở thành tái nhợt như tờ giấy. Hắn kinh ngạc nhìn qua Lăng Hàn, sự sợ hãi trong lòng càng thêm mãnh liệt. Đối phương cố ý ngụy trang bản thân là bát liên thập tầng, đây là tiết tấu muốn âm dị vực khác a. Ngươi, thực lực ngươi hiện tại đạt tới mức nào rồi? Hắn ôm hy vọng hỏi, có lẽ phiến thiên địa này quá yếu, như vậy lăng hàn mạnh nhất cũng chỉ có thực lực thập ngũ liên, thập lục liên. Như vậy mối nguy hại tạo thành đương nhiên sẽ có hạn. Lăng hàn ngẫm nghĩ rồi nói, giết tiên vương cửu trọng thiên, cũng là cường giả thập bát liên của các ngươi cũng không thành vấn đề. Ngươi đủ độc, tạp chát long thổ huyết, thế nhưng hắn không thể làm gì. Dưới tình huống dị vực khác không đề phòng, sẽ có bao nhiêu cường giả tiên vương cấp bị lăng hàn chôn vùi cơ chứ? Lăng hàn cười nói, đây là di ngôn của ngươi sao? Ngươi không nên hung hăng càn quấy, cho dù ngươi có mạnh tới đâu cũng không có khả năng địch lại thiên tôn tạp chát long lớn tiếng kêu lên số lượng thiên tôn chúng ta vượt xa các ngươi tùy tiện tới một người cũng có thể giết ngươi thành cặn bã chuyện này không có liên quan tới ngươi ra đi sớm chút đi kiếp sau nên đầu thai cho tốt làm người tốt lang hàn ra tay phanh một cái hắn đánh ra một quyền tạp chát long lập tức thần hình câu diệt còn một người nữa hắn lẩm bẩm nói thân thể giống như không khí vậy lập tức biến mất Á mộ không có dừng lại, lực lượng quy tắc của nàng cơ bản không có tiêu hao, mà là dưới tình huống tự mình hại mình, khiến cho chiến lực nàng tăng lên gấp 10 lần. Lúc này đang ở trạng thái đỉnh phong nhất, ngay cả đế tinh cửu bí nàng cũng có can đảm chiến một trận. Nàng chạy một đường vòng cực lớn, mục tiêu cuối cùng đương nhiên là muốn chạy ra khỏi nơi này. Siêu, nàng có quy tắc không gian cho nên tốc độ nhanh tới kinh người. Ồ, trong lòng nàng đột nhiên xuất hiện cảm giác cổ quái, bởi vì nàng nhìn thấy khối tinh thể mà nàng vừa bay qua có chút quen mắt đế tinh như nàng đương nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện cảm giác như vậy nàng đã cảm thấy quen mắt vậy nhất định đã từng thấy qua nàng nhớ kỹ chuyện này siêu siêu thân thể nhanh chóng di chuyển sau đó đột nhiên bất động trên mặt có mồ hôi lạnh nhỏ xuống tinh cầu kia nàng từng đi qua một lần nhưng mà vừa rồi nàng không có đi lòng vòng làm sao có thể xuất hiện chuyện như vậy chứ bất quá dù sao nàng cũng là đế tinh tâm trí quả nhiên kiên định, lập tức chấn định lại, tiếp tục phóng về phía trước. Lúc này nàng tập trung toàn bộ tinh thần, chú ý quan sát. Lại xuất hiện, trên mặt nàng lần nữa hiện lên vẻ khiếp sợ, bởi vì đây là lần thứ ba nàng nhìn thấy khỏa tinh thể kia. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra, đây bởi vì là thiên địa sơ khai cho nên mới xảy ra biến hóa quỷ dị nào đó hay sao? Làm sao lại để nàng gặp phải, hơn nữa hết lần này tới lần khác lại vào đúng lúc này cơ chứ? Ha ha, thú vị không? một thanh âm bỗng nhiên vang lên bên tai nàng ai á mỗ vội vàng nhìn qua nhưng mà lại không nhìn thấy gì nàng càng thêm kinh hãi bởi vì coi như thực lực mạnh tới đâu cũng không thể ẩn nấp tung tích trước mặt nàng chuyện này làm cho nàng khó có thể tưởng tượng được mau quên như vậy sao lăng hàn cười ha hả ngươi ngươi thân thể á mỗ không ngừng run rẩy người này không ngờ lại nhanh chóng đuổi theo nàng như vậy chuyện này làm cho toàn thân nàng phát lạnh càng khiến cho nàng sợ hãi đó chính là tinh thể không ngừng xuất hiện, lặp đi lặp lại kia có liên quan tới lăng hàn hay không. Nếu như có, như vậy quá kinh khủng, thân thể lăng hàn hiển hiện, giống như từ trong thiên địa lăng không đi ra. Ha ha, á mỗ trấn định lại, dù sao nàng cũng là đế tinh, tâm thần kiên định tuyệt đối không phải là người bình thường có thể so sánh. Nàng nói, ngươi lựa chọn truy kích ta, như vậy tạp chát long tất có thể thoát khốn. Một số năm sau tạp chát long sẽ trở thành cường giả thập bát liên, hắn nhất định sẽ giết cho tiên vực thành biển máu, báo thù cho ta. Lăng Hàn cười ha hả, nói, ngươi biết không, kỳ thực tạp chát long cũng đã từng nói với ta những lời này. Ngươi nói bậy, thanh âm của á mỗ cũng đang run rẩy. Ồ, chẳng lẽ ngươi không thấy chuyện vừa rồi kỳ quái sao? Lăng Hàn cười nói, là ngươi làm sao, toàn thân á mỗ run rẩy. Đúng vậy, Lăng Hàn gật đầu, cuối cùng á mỗ mới kịp phản ứng, nói, ngươi đạt được khởi nguyên ma phương, ngươi có thể điều khiển phiến thiên địa này lại trả lời đúng đáng tiếc không có ban thưởng lăng hàn cười nói sắc mặt á mỗ như cho tàn khởi nguyên ma phương không ngờ lại lọt vào trong tay lăng hàn như vậy thủ đoạn của lăng hàn sẽ kinh thiên động địa nàng sẽ giống như tạp chát long thậm chí còn có vô số người nữa thực lực lăng hàn rõ ràng không chỉ như vậy nhưng lại cố ý áp chế thực lực như vậy là có ý gì tên này rõ ràng muốn âm dị vực một hồi ngươi đã đoán đúng ta quả thực có ý định âm các ngươi một hồi tốt nhất là âm toàn bộ từ trên xuống dưới. Lang Hàn cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, bởi vì ngươi căn bản không nhìn được tới ngày đó đâu. Hắn tùy ý bắn một chỉ ra, thân thể khổng lồ của Á Mỗ lập tức nổ tung, thần hình câu diệt. Có chút thu hoạch, ý niệm của hắn khẽ động, trước người lập tức có vô số thần khí không gian. Chương 2482 trở về, những thứ này đều là do võ giả dị vực sau khi chết lưu lại, vốn phân bố ở tất cả các nơi. Nhưng mà phiến thiên địa này tương đương với thân thể của Lăng Hàn, hắn mua un thu những thần khí không gian này đương nhiên là việc rất nhỏ. Muốn diệt sát cường giả dị vực, chuyện đầu tiên cần làm là để cho bọn hắn đi vào bên trong. Lăng Hàn thì thào, cho nên ta phải đem hạn mức quy tắc của phiến thiên địa này tăng cao lên. Lại để cho tồn tại cấp bậc tiên vương cửu trọng thiên có thể đi vào. Sau đó ta có thể đại sát một mạch, hắn lập tức bắt tay vào làm tăng độ cao của quy tắc trong phiến thiên địa này, hiện tại hắn là thiên địa chi chủ áp đảo trên quy tắc, muốn bố trí quy tắc gì là có thể bố trí quy tắc đó. Nhưng mà rất nhanh hắn đã phát hiện ra, lúc hắn đem hạn mức quy tắc cao nhất tăng lên tới thăng nguyên cảnh, như vậy rất dễ dàng. Thế nhưng kế tiếp, khi rảo bước lên cấp bậc tiên vương, hắn cảm thấy cố hết sức. Cường độ thiên địa nơi này quả thực có cấp bậc chuẩn thiên tôn, nhưng mà quy tắc lại còn kém xa. Hắn dùng hết lực lượng cũng chỉ có thể đem quy tắc tăng lên tới cấp độ tiên vương ngũ trọng thiên. Bất quá nếu như hắn tự tay bảo vệ, như vậy cũng có thể cho bất luận một người nào không chịu quy tắc nơi này áp chế. Ngay cả Thiên Tôn dưới tình huống bình thường cũng không thể tiến vào phiến thiên địa này dưới tình huống hắn không cho phép. Khó trách Thiên Tôn dị vực khác không có trực tiếp phá hủy khu vực, hóa ra là muốn cho người bên bọn hắn khống chế. Nếu không trực tiếp đánh sụp đổ, sẽ ảnh hưởng tới điểm ổn định liên thông hai giới, làm trễ nải thời gian toàn diện xâm lấn của dị vực. Nói như vậy tối đa ta chỉ có thể giết được cường giả thập tứ liên. Lăng Hàn có chút không cam lòng lập tức bật cười nói cũng không nghĩ xem mình có tu vi gì a à? có thể chém giết thập tứ liên còn chưa đủ sao đây vẫn là đại chiến công a à? tiên vương ngoài ngũ trọng thiên căn bản không có khả năng tiến vào cưỡng ép chui vào thì sẽ là địch với thiên địa cấp bậc chuẩn thiên tôn đây là lấy trứng trọi đá tự tìm đường chết tuy rằng ta vô tình luyện hóa khởi nguyên ma phương nhưng khống chế thiên địa vận chuyển đối với ta mà nói lại là trải nghiệm khó có được giúp ta lý giải bản chất thiên địa đột phá hạn chế quy tắc trong lòng Lăng Hàn thầm nghĩ, một ý niệm đã khiến hắn xuất hiện ở biên giới của phiến thiên địa này. Phía trước xa xa chính là địa bàn của Tiên vực, một lần nữa trở lại Tiên vực, ta lại mất đi quy tắc lúc này. Thiên địa kính sợ, bởi vì ta đã từng là chúa tể thiên địa. Dù là phiến thiên địa này cấp độ còn thấp hơn Tiên vực rất nhiều, thế nhưng cho dù vậy ta cũng không cam lòng ở dưới thiên địa. Trong lòng Lăng Hàn có một cỗ xúc động không thể nào áp chế, chẳng những hắn muốn trở thành thiên tôn, hơn nữa thiên tôn cũng không phải là giới hạn của hắn hắn muốn trở thành chúa tể thiên địa chứ không chỉ là áp đảo phía trên quy tắc ba người phong tình thiên tôn tất có quan hệ tới cái chết của duyến sinh thiên tôn ta muốn bọn chúng phải trả giá thật nhiều trở thành thiên tôn là không đủ hắn một đường chạy vội có chút cảm khái bởi vì sau khi rời khỏi khu vực trung lập thực lực của hắn cũng bị đánh về nguyên hình tất nhiên phải thành thành thật thật chạy đi không giống như trong khu vực trung lập hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ nơi nào hắn đi vào thông thiên quan, chỗ đó có trận pháp tuyển tống tiến vào thông thiên quan. Ông, quang mang bắt đầu khởi đột, gờ thân ảnh hắn biến mất, đã tiến vào thông thiên quan. Hắn đi tới thập thất doanh của đinh bộ, trước tiên tìm nhiếp hòa sơn để tiến hành đưa tin. Một lần biến mất là hơn ngàn năm, đương nhiên phải thông báo cho trưởng quan một tiếng, thậm chí có thể còn bị xử phạt nặng. Những năm này ngươi đi nơi nào, nhiếp hòa sơn nhìn hắn, vẻ mặt rất là không vui bởi vì lăng hàn hắn còn bị vạn cổ tiên vương gian dậy một trận. Thế nhưng hắn có thể nói gì đây? Lăng hàn có chân của mình, lại không thể cột lăng hàn lại a à? Đương nhiên lăng hàn đã sớm nghĩ kỹ lý do, hắn nói. Ta gặp một ít chuyện, những năm này luôn bế quan tu luyện. Nhếp hòa sơn cao mày nói, người tự quyết định như vậy, người có biết là mình đã làm sai rồi hay không? Người cho rằng tiến cảnh tu vi của người rất nhanh sao? Nói cho người biết, đám người kỳ vô danh, Hồng Hoang đã đột phá ngũ bỉ. Dựa vào, nhanh như vậy sao? Lăng Hàn lại nghĩ lại, suốt 1.400 năm, lại tính tăng gia tốc thời gian. Đám người kỳ vô danh nhất định đã tu luyện không chỉ 1.400 năm, mà số lượng năm tháng thực tế nhất định rất kinh người. Mà bọn hắn lại nhận được vô số tài nguyên, có tiên vương ra tay bảo vệ, tốc độ tu luyện nhất định nhanh tới kinh người. Phải biết rằng bọn hắn đều là đế tinh, như kỳ vô danh lại là tiên vương cửu trọng thiên chuyển thế. Đừng nói là ngụ bí, dù là thập nhất bí lang hàn cũng có thể tiếp nhận. Lang hàn chỉ có thể gật đầu mà thôi. Dù sao hắn không có khả năng nói ra tình huống chân thật, đương nhiên chỉ có thể khiêm tốn tiếp nhận của trách. Vạn cổ tiên vương cố ý bồi dưỡng ngươi, cho ngươi đi một con đường bằng phẳng cho nên mới để ngươi ở nơi này quá độ một chút, cảm mộ một chút. Sau khi ngươi tới nơi này hai trăm năm lại mang ngươi đi. Vạn cổ đại nhân có ý tốt như vậy, không ngờ ngươi lại trốn đi chỗ khác bế quan. Nhiếp hòa sơn lắc đầu liên tục ngươi à, quá ngu xuẩn. đây không phải là không muốn ăn dưa hấu còn đi lấy hạt vừng sao? lang hàn chỉ cười cười. đương nhiên hắn không có khả năng nói hắn đạt được một khối hạch tâm thiên địa. nếu như trực tiếp luyện hóa là có thể nhẹ nhóm, không chút tốn sức trở thành tiên vương cửu trọng thiên. ngang hàng nói chuyện với vạn cổ tiên vương. cái gì là dưa hấu, cái gì là hạt vừng, hắn rất rõ ràng. bằng hữu và thê tử của ngươi đã được vạn cổ tiên vương dẫn đi. bọn hắn có cơ duyên của bọn hắn, ngươi không cần lo lắng. Niếp Hoa Sơn đổi chủ đề, an ủi Lăng Hàn một chút. Hắn lại nói vài lời, cũng không quản Lăng Hàn có nghe lọt tai hay không, sau đó hắn đổi Lăng Hàn đi. Chuyện xảy ra trong khu vực trung lập rất nhanh đã truyền ra, cũng nhanh chóng lên men, tên tuổi của cường giả thần bí gọi là tàn sát gà kia truyền khắp thông thiên quan. chương 2483, Nhị Bí, quá cường đại, một quyền đánh bay đối thủ tương đương với đế tinh bát bí. Thực lực so với ngả lý nạp còn cường đại hơn thông thiên quan có thể tìm ra được người thứ hai như vậy sao? Có lẽ chỉ có tinh thần Nguyệt A. Còn nữa, kịch biến ở khu vực trung lập cũng bị mọi người lý giải, không chỉ là tiên phủ cảnh, hiện tại trí tiên vương thăng nguyên cảnh gì đó cũng có thể đi vào. Chuyện này khiến cho mọi người bất an, có lẽ sẽ rất nhanh bộc phát đại chiến toàn diện. Bên vị vực cũng nhanh chóng làm ra phản ứng, lần nữa nhắc lại yêu cầu, luận bàn cùng cấp độ với tiên phủ, cũng đưa ra điều kiện. Nếu như bên tiên vực thắng một trận, như vậy dị vực sẽ không xâm lấn một vạn năm chuyện này khiến cho rất nhiều người động tâm thắng một trận có thể đổi được một vạn năm hòa bình đồng nghĩa với việc tiên vực có thêm thời gian dưỡng sắc còn có thời gian đi bồi dưỡng người trẻ tuổi như vậy mới có thể đối phó với lần xâm lấn tiếp theo của dị vực nhất là tiên vực là nơi không thiếu tiên phủ cấp bậc đế tinh có tư cách chiến một trận đương nhiên cũng có khả năng chiến thắng đây đương nhiên không phải là chuyện mà người bình thường có thể quyết định được mà là những tiên vương kia, thậm chí chỉ có tiên vương Cửu Trọng Hiên mới có tư cách tham dự thảo luận. Mà 7 ngày sau, cuối cùng cũng quyết định chiến một trận. Chỉ có một chữ chiến, nhưng lại khiến cho chiến ý của tất cả người trong Thông Thiên Quan bị nhen nhóm. Vì muốn trọng trấn quân tâm, đám tiên vương còn thả ra một tin tức. Ví dụ như những đế tinh như Kỳ vô danh, những năm này được toàn lực bồi dưỡng, có vài vị tiên vương Cửu Trọng Thiên thông hiểu quy tắc ra tay, thậm chí không tiếc tiêu hao bổn nguyên, tăng tốc thời gian cho bọn hắn tạo ra thêm thời gian tu luyện cho bọn hắn. Hơn nữa lại có tài nguyên của cả tiên vực cung cấp, khiến cho tiến cảnh tu vi của những người này nhanh tới kinh người. Mỗi một người đều là siêu việt ngũ bí, nhưng cụ thể là cảnh giới gì, đám tiên vương cũng không có lộ ra. Phải biết rằng thông thiên quan này nói không chừng có gian tế dị vực. chuyện này quá bình thường, bởi vì bên tiên vực là bên yếu thế, hơn nữa lại ở vị trí yếu thế tuyệt đối, khó đảm bảo không có người phản bội tiên vực thậm chí trong đó còn có khả năng là đại nhân vật quan trọng cho nên tư liệu cụ thể không thể nào tiết lộ ra được song phương ước định mộ tháng sau tiến hành luận bàn trận thứ ba ở khu vực trung lập nói là luận bàn kỳ thực vô cùng tàn khốc và máu tanh nào có lần nào mà không chết người nào có lần nào không khiến cho thiên kiêu biến thành tàn phế triệt để chấm dứt con đường võ đạo cơ chứ chỉ có điều những hy sinh này đều là ở bên tiên vực hiện tại bên tiên vực lòng tin tràn đầy bởi vì lần này rốt cuộc bọn hắn có thể đẩy ra đế tinh của bên mình. Lúc trước ngả lý nạp ngang tài năng sức với tạp chát long, sau có người tàn sát gà dùng một quyền đánh bại ám mỗ. Lại thêm có đám người kỳ vô danh gia nhập bên tiên vực có thể nói là khí thế như cầu vồng. Lăng Hàn thừa dịp thời gian một tháng này, đem thu hoạch lần này đổi thành tinh thạch, sau đó trắng trợn thu mua thần thiết. Mặt khác, hắn lại đi khu vực trung lập, rút tất cả thần thiết trong phiến thiên địa này ra, dùng để đề thăng tiên ma kiếm. Nhưng hắn lại lập tức thở dài, bởi vì phiến thiên địa này quá nhỏ, thực sự quá nhỏ. Chỉ là do hai giới va chạm lẫn nhau, dung hợp mà thành. Bởi vậy số lượng thần thiết bên trong cũng không đủ nhiều. Đương nhiên không đủ nhiều này cũng chỉ là một cách nói tương đối mà thôi, chỉ không có giúp tiên ma khí để thăng lên làm tiên khí. Tuy nhiên lại có thể khiến cho nó từ chuẩn tiên khí tứ tinh để thăng lên tới bát tinh. Bát tinh, đây là khái niệm gì chứ? Hiện tại tiên ma kiếm có thể chảm nát phòng ngự của thăng nguyên cảnh, tạo thành đả kích chí mạng. Cách thập tinh càng ngày càng gần, Lang Hàn tươi cười. Sau khi đạt tới thập tinh, như vậy tiên ma kiếm có thể hoàn thành bước nhảy vọt cuối cùng, trở thành tiên khí. Đổi lại là tiên khí khác có đưa cho hắn, hắn cũng không có cách nào điều khiển được. Nhưng mà thứ hắn luyện chế ra thì khác, có thể bộc phát ra toàn bộ uy năng. đương nhiên, dùng thực lực của hắn hiện tại cũng không có khả năng hạ lạc ấn ý chí võ đạo cấp bậc tiên vương trong tiên ma kiếm, chỉ có thể dùng nó như là một kiện lợi khí mà thôi. Nhưng mà loại tiên binh như vậy chỉ cần bắn ra một đạo sát khí cũng có thể xé rách thân thể thăng nguyên, uy lực vẫn mạnh mẽ tới mức không hợp thói thường. Thật giống như thanh tiên kiếm trong tay kỷ vô danh lúc trước, chém tới mức hắn chỉ có thể trốn đi trốn lại mà thôi. Sau khi tăng lên tiên ma kiếm, lang hàn tiến vào hắc tháp, bắt đầu trùng kích nhị bí. Nhiều năm như vậy tuy rằng hắn luôn hấp thu tri thức của khởi nguyên ma phương rót vào, nhưng bảo vật này là cấp bậc chuẩn thiên tôn, chỉ lưu chuyển ra một ít chỗ tốt cũng khiến cho hắn hưởng thụ vô cùng. Bởi vậy tu vi của hắn bất chi bất giác đạt tới nhất bí đỉnh phong, có tư cách trùng kích nhị bí. Nhị ca, hổ nữ, loạn tinh có lẽ đã sớm trùng kích nhị bí, thậm chí là tam bí. May mà ta luyện chế rất nhiều thiên cổ nhất mộng đan, cũng đã sớm đưa cho bọn hắn. Bằng không sẽ chậm trễ hơn bọn hắn. Lăng Hàn lấy ra một khỏa thiên cổ nhất mông đan, tự mình nói một câu, sau đó ăn vào đan dược. Oanh, thân thể của hắn chấn động, thần hồn bị cưỡng ép kéo ra khỏi thân thể, tiến vào dòng sông năm tháng một bộ phận trí nhớ bị hắn chém dụng lập tức quay trở về nhớ lại bản thân từng bị cửu ngũ thiên tôn đánh lén những thiên tôn này rốt cuộc có ý gì một mặt tiến lên một mặt hắn lại suy nghĩ nếu như tiên vực bị công phá đối với bọn hắn có chỗ tốt gì chứ sao lại phải chống cự một cách tiêu cực như vậy mặt khác nếu như bọn hắn hy vọng tiên vực bị công phá thì tại sao lại không chủ động ra tay trợ giúp dị vực một chút đây nếu như ba đại thiên tôn ra tay hoàn toàn có thể tàn sát hết thiên hạ Đương nhiên không có ai chống cự dị vực xâm lấn. Như vậy tốc độ thôn vệ phiến thiên địa này của dị vực sẽ nhanh hơn nhiều. Còn nữa, cổ giới một phân thành hai cũng là thủ bút của Thiên Tôn, chỉ có bọn hắn mới có năng lực lớn như vậy, cơ hồ đoạn tuyệt con đường phi thăng tiên vực của sáng thế cảnh. Chương 2484, hô ngã là ngã thượng. Hơn nữa lại còn lệnh cấm, cấm người tiên vực sau khi tới cổ giới mang theo bất luận kẻ nào trở lại tiên vực. Xét cho cùng, bọn hắn không muốn để cho người khác tiến vào tiên vực. Rốt cuộc là có ý gì? Dù Lăng Hàn thông minh vô cùng, căn bản cũng không thể nào hiểu nổi đạo lý trong đó. Hắn chỉ cảm thấy chuyện này quá là mâu thuẫn, lại hoàn toàn không có đạo lý. Được rồi, dùng cảnh giới hiện tại của ta không có đủ tư cách biết rõ, trước tiên vẫn nên tăng tu vi lên thì hơn. Lần này rất là thuận lợi, không có một thiên tôn nào tiến vào dòng sông năm tháng, cũng thuận tay cho hắn một kích. Khiến cho hắn lúc này thuận lợi tu ra bí cảnh thứ hai, lần này hắn chọn là lá gan hai đại bí cảnh thu thành, hắn lập tức cảm giác thực lực của mình tăng lên một mảng lớn. Đế tinh nhị bí, cảnh giới tương đương với tam bí. Chiến lực có thể so sánh với lục bí đỉnh phong, đế tinh so với đế giả tương đương có thêm một bí, tranh lệch như đế giả với hoàng giả vậy, ưu thế vô cùng rõ ràng. Ha ha, tiến cảnh của ta chậm, đám người kỳ vô danh đều đem cảnh giới tăng lên tới ngũ bí, có lẽ có lục bí, thất bí hoặc là bát bí A. Lăng Hàn thì thào, không có đặt ở trong lòng hắn tìm hiểu được bí mật của thiên địa khởi nguyên, độ cao tầm mắt đã áp đảo trên quy tắc. Chuyện này khiến cho hắn lúc suy nghĩ vấn đề, xem xét các mặt rều có biến hóa. Nhất định sẽ để ý tới tiến cảnh ngày sau. Tiên vương cửu trọng thiên đối với hắn mà nói hiện tại quả thực là một con đường bằng phẳng, dù hắn không phải là đế tinh cũng không khó đạt tới. Đế tinh nhất định có thể đạt tới cửu trọng thiên, nhưng mà tiên vương cửu trọng thiên lại không nhất định là đế tinh. Cho nên cùng là tiên vương cửu trọng thiên nhưng lại có thực lực cách biệt rất lớn nhị bí a à, hiện tại trong đế tinh hẳn là kế cuối nhưng nếu như khai chiến ở khu vực trung lập ha ha lang hàn vuốt cắm nếu như tiên vương cửu trọng thiên có thể vào như vậy hắn cũng có thể đuổi giết đối phương hắn không rời khỏi hắc tháp mà bắt đầu phỏng đoán quy tắc trong khởi nguyên ma phương đây chính là nơi hai giới dung hợp ẩn chứa không chỉ quy tắc tiên vực mà còn quy tắc của vực khác bây giờ hắn đang cân nhắc quy tắc dị vực bởi vì hắn luôn có suy nghĩ lớn mật đó chính là tiến vào dị vực khác xem xét Thế nhưng không tu quy tắc dị vực, mạo muội tiến vào bên trong chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Hiện tại thu được khởi nguyên ma phương lại mở cho hắn một con đường, có cơ hội đi nguyên cứu quy tắc dị vực. Bên ngoài vài ngày qua đi, bên trong hắc tháp lại là hơn ngàn năm, lang Hàn đã có lĩnh ngộ nhất định. Tạp chát long và những người khác đều rất kiêu ngạo, xem thường tiên vực, nói chúng ta là vị diện siêu hạ đàn. Ta không biết gọi vị diện là có ý gì, nhưng mà bọn chúng cường đại và ngạo mạn cũng không phải là không có đạo lý hắn thở dài trong quy tắc của dị vực cũng có hỏa diếm thời gian sau khi so sánh hắn mới phát hiện ra những quy tắc này cường đại hơn so với tiên vực quy tắc cường đại nói rõ thiên địa sau lưng cũng cường đại khu vực trung lập cũng là minh chứng tốt nhất thiên địa yếu hạn mức quy tắc cao nhất cũng yếu cho nên vị diện rất cao sẽ ảnh hưởng tới cấp độ võ đạo bên trong tại sao lại là dị vực xâm lấn tiên vực mà không phải là ngược lại bởi vì đẳng cấp thiên địa của người ta rất cao Số lượng cường giả nhiều hơn, chiến lực càng mạnh hơn, cho nên bọn hắn mới là người đi xâm chiếm, nhưng mà bản chất thiên địa trên cơ bản lại giống nhau. Lăng Hàn chậm rãi suy nghĩ, so với Tiên vực, dị vực khác còn có thêm một loại quy tắc gọi là Hắc ám. Quy tắc Hắc ám vừa xuất, người ta sẽ tiến vào trạng thái cuồng loạn, còn có thể che kín thị giác, thần ý, là một loại quy tắc vô cùng cường đại. Quy tắc này Tiên vực không có. Một tháng trôi qua, Lăng Hàn không có làm gì mà chỉ ở trong hắc tháp dùng thời gian vạn năm rút ra một tia của quy tắc hắc ám. Tâm niệm hắn vừa động, hình thể lập tức phát sinh biến hóa, trên đầu có một chiếc sừng dài ra, sau mông sinh đuôi, dày vỡ nát, những ngón chân to như móng đỏ hiện lên, màu da toàn thân đỏ như lửa. Đây là bắt chước hình thể của một người dị vực, đổi lại là ai cũng có thể làm được. Nhưng đây chỉ là hình dáng mà không có thần, ném ai tùy tiện tới cũng có thể phát giác ra. Lăng Hàn vận chuyển quy tắc hắc ám, lập tức, khí thức của hắn xảy ra biến hóa, không còn chỗ nào khác biệt với người dị vực nữa. Rất yếu, tương đương với chảm trần cấp thấp nhất, Lăng Hàn lẩm bẩm nói, nếu như lúc này hắn tiến vào dị vực khác, như vậy sẽ không được quy tắc tiên vực bổ sung, một thân tiên phủ chi lực của hắn rất nhanh sẽ hao hết. Dù là có hắc tháp bổ sung cũng có lúc hao hết. Đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể vận dụng quy tắc dị vực, tương đương với một chảm trần cảnh bình thường nhất. Bất quá, quy tắc thiên địa trên cơ bản giống nhau. Nếu như ta khổ tu, tu vi có lẽ sẽ tăng lên rất nhanh. Hắn phỏng đoán, bởi vì hắn có khởi nguyên ma phương, vô luận quy tắc thế giới nào đều có thể nhanh chóng đạt tới Tiên Vương Cửu Trọng Thiên, là độ cao thập bát liên. Hơn nữa quy tắc của dị vực cấp độ còn cao hơn một chút. Tu quy tắc như vậy đối với bản thân ta có lợi, có thể khiến cho thực lực của ta so với đối thủ cùng giai còn có thể mạnh hơn nữa. Đối với võ đạo, Lăng Hàn gần như có truy cầu chấp nhất, nhất định phải đạt tới hoàn mỹ. Ở tiên vực, mỗi một cảnh giới hắn đều tu tới hoàn mỹ. Nhưng mà bây giờ hắn lại lắc đầu, vẫn có nhiều chỗ không đủ cường đại không phải là nguyên nhân từ chỗ hắn mà là do phiến thiên địa này bị hạn chế tại tiên vực hắn có thể coi là hoàn mỹ nhưng ở dị vực khác hắn còn có không gian tăng lên suy nghĩ như vậy hắn không khỏi có chút kinh hãi dị vực nếu như phái ra thiên tài chính thức vô cùng cao minh cho dù là kỳ vô danh hắn có thể địch lại nổi sao không phải là kỳ vô danh không đủ như bức mà là bị cấp độ thiên địa làm ảnh hưởng a khá tốt ta còn có khởi nguyên ma phương, có thể ăn gian, quản ngươi là cái gì, tới đều bị chân áp tất cả. Lăng Hàn rời khỏi hắc tháp, nếu như có thời gian hắn còn muốn phỏng đoán quy tắc khác của dị vực nữa, đánh bóng cảnh giới của hắn càng thêm hoàn mỹ. chương 2485, hô ngã là ngã hạ. Thập thất doanh của đinh bộ xuất phát, tấn cả mọi người trong bộ đều tiến vào trong khu vực trung lập. Mặc dù chỉ là một lần luận bàn với dị vực, nhưng mà liên quan lại rất lớn dù tuyệt đại bộ phận người ở đây đều khó có khả năng đi lên đài chiến một trận nhưng dù thế nào cũng muốn cố gắng đi tới bởi vì hạn mức quy tắc cao nhất của khu vực trung lập nâng cao cho nên lần này nhiếp hòa sơn có thể đi mà không cần ở bên ngoài trông chừng trên thực tế trong một tháng này đã có thăng nguyên chí tiên vương gì gì đó tiến vào khu vực trung lập vì săn giết sinh linh trong đó một là có thể thu hoạch được tiên dược hai là thịt có thể bổ sung quy tắc tiêu hao Lăng hàn vốn định thu toàn bộ những sinh linh này vào trong hắc tháp Thế nhưng suy nghĩ lại, nếu như hắn làm vậy, nhất định người ta sẽ hoài nghi a. À. Cho nên hắn chỉ có thể nhịn đau mà thôi, vì câu những con cá lớn từ dị vực, hắn cũng chỉ có thể hy sinh một chút, không bỏ hài tử thì sẽ không hấp dẫn được sói a. À. Hừ, khi nhìn thấy Lăng Hàn, Thẩm Siêu lập cười lạnh, khóe miệng nhếch lên. Hắn đã tiến lên tới thăng nguyên, hắn vốn là Ngũ Bí đỉnh phong, 1.400 năm trôi qua, dưới thời gian tăng tốc không biết bao nhiêu năm khiến cho hắn hoàn thành lột xác rất lớn, dảo bước lên tới thăng nguyên. Phải biết rằng tiên phủ vận dụng nguyên lực, nhưng thăng nguyên lại đem toàn bộ nguyên lực chuyển hóa thành một loại nguyên lực khác, cho nên mới gọi là thăng nguyên. Đây là bổn nguyên chi lực của thiên địa, uy lực vô cùng lớn, căn bản không phải là thứ mà tiên phủ có thể so sánh được. Thẩm siêu khinh thường lăng hàn, ngươi là đế tinh thì sao chứ? Chỉ có nhị bí mà thôi, một ngón tay của ta cũng có thể chấn áp chỉ là hiện tại hắn không thể xuất thủ chỉ có thể trừng mắt về sau hắn nhất định sẽ làm cho lăng hàn mất mặt lớn hắn hận thế nhưng không biết lăng hàn sau khi trở lại tiếp tục biến mất mấy tháng nếu không hắn nhất định đã sớm giết tới tận cửa tính sổ rồi vì sao hắn đột phá lên thăng nguyên vẫn còn ở lại nơi này còn không phải là không nuốt nổi cơn hận này hay sao lăng hàn nhìn thấy rõ biểu lộ trên mặt hắn miệng mỉm cười trong khu vực trung lập này ngươi cũng dám trừng mắt với ta sao không lâu nữa ngươi sẽ bị ăn đòn phanh trước mắt bao nhiêu người không ngờ thẩm siêu lại bị ngã ha 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 không ít người bật cười chuyện này quả thực quá buồn cười cường giả thang nguyên cảnh có thể vô duyên vô cớ bị ngã sao hơn nữa lại ngã mạnh như vậy không phải quá khôi hài sao thẩm siêu thì có chút mờ mịt chính hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra cứ như vậy cắm mặt xuống đất thật giống như là thiên địa bảo ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ vậy không có chỗ để có kè mặc cả hắn bò lúc còn chưa đứng vững gót chân thì lại té ngã trên mặt đất. Lần này ngã càng thêm vang dội, hàm răng cũng bị rơi mất, máu chảy không ngừng. Phanh, hắn bò, chân mềm nhũn, lại lần thứ ba ngã xuống. Chuyện này không còn ai cười được nữa, bởi vì mọi người đều cảm thấy quỷ dị vô cùng. Thẩm siêu đắc tội với vị tiên vương nào sao? Có người phỏng đoán, nếu không, đế giả thăng nguyên cảnh làm sao có thể chật vật như vậy được. Bất quá thẩm ra cũng có một vị tiên vương, nghe nói là tồn tại thất trọng thiên, là vị tiên vương nào không nể tình như vậy? Có người kỳ quái hỏi, tiên vương cao nhất tiến vào đây không có khả năng vượt qua ngũ trọng thiên, như vậy vị tiên vương này làm sao dám lấy lớn hiếp nhỏ chứ? Không sợ vị tiên vương của thẩm gia nổi bão sao? Chuyện của đại nhân vật chúng ta không nên nhiều miệng, vô luận là thẩm siêu hay là vị tiên vương âm thầm ra tay đều đã vượt quá cấp độ của mọi người. Thẩm siêu vẫn còn đang ngã, một hơi ngã 18 lần, lúc này mới dừng lại. Hắn cũng sợ hãi, không để ý tới hình tượng mà ngồi xuống đất ngẩng đầu nhìn lên trời trong mắt có vẻ oán độc đường đường là tiên vương không ngờ lại ra tay với thăng nguyên cảnh nho nhỏ như hắn có biết xấu hổ hay không thế nhưng hắn lại không nghĩ mình đã là thăng nguyên cảnh lại còn muốn ra tay với nhị bí như lăng hàn như vậy chẳng phải cũng mất mặt hay sao lăng hàn mỉm cười loại cảm giác đùa nghịch sau lưng người khác này rất thoải mái khó trách đại hát cầu lại đê tiện như vậy ai hắn thực sự đã bị nó làm xấu rồi nếu như đại hắc cầu biết rõ, nhất định sẽ sủa không thôi. Bản tính của ngươi vốn đã không tốt như vậy rồi, liên quan gì tới ta chứ? Sau khi có chút chuyện xen giữa như vây, thập thất doanh trèo non lội suối, rốt cuộc cũng đi tới nơi ước định luận bàn với dị vực. Bình nguyên cực lớn, ở giữa không ngờ lại lồi lên một chút, giống như lôi đài do thiên địa tự hình thành, chuyện này khiến cho người ta sợ hãi, thán phục sự kỳ diệu của thiên địa. Trên thực đế đây là thủ bút của Lăng Hàn, tiên vực đã có rất nhiều người tới, tất cả cảnh giới đều có, lại không giới hạn tuổi. Có con mới chập trứng, cũng có người thành danh nhiều năm, kết quả của lần luận bàn này quả thực quá quan trọng. Ở đây Lăng Hàn cũng nhìn thấy rất nhiều người quen, đồng minh chung, nghiêm tiên lọ, phú chu, hách tân giác. Nhưng cũng không có nữ hoàng, hổ nữ, cũng không thấy những đế tinh như vũ hoàng, kỷ vô danh. Dị vực cũng có rất nhiều người tới, nước sông không phạm nước giếng với tiên vực, đứng cách xa nhau trăm dặm. Lăng Hàn cũng không muốn ra mặt trước, Hắn chỉ dung hợp với thiên địa để quan sát mà thôi. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, loại cảm giác này thực sự quá kỳ diệu. Rất nhiều người đều thích nắm quyền, cao cao tại thượng, có ít người thì thích thực lực tuyệt đối, có thể khống chế vận mệnh người khác, mà tất cả đều kém hơn việc trở thành thiên địa chi chủ. Tất cả mọi chuyện xảy ra ở chỗ này đều nằm trong lòng bàn tay của Lăng Hàn. Một ý niệm là phong vân sinh ra, thiên địa biến sắc tất cả mọi người là thịt cá, muốn giết cứ giết, muốn nắn bóp ra sao cũng được. Lăng Hàn nhìn thấy có người đang tiếp tục chạy tới. Mãi một lúc lâu sau tinh thần hắn mới chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy nữ hoàng, hổ nữ và vũ hoàng ở một chỗ. Tam nữ không ngờ đều đạt tới ngũ bí, tiến cảnh có chút nhanh. Ồ, nữ hoàng cũng đẩy nhanh cước bộ, bởi vì hắn có một loại cảm giác cổ quái, như bị người ta rình mò. Là lang hàn của nữ, hổ nữ thì vỗ tay kêu lên, vẻ mặt vô cùng vui mừng. mươi 2486, không đề, tứ đệ sao, vũ hoàng không có trực giác nhạy cảm như nhị nữ hắn có chút kinh ngạc là ta thanh âm của lăng hàn đồng thời vang lên trong thức hải của ba người lăng hàn người ở đâu Hổ nữ kêu lớn đang nhìn mọi người lăng hàn cười nói vũ hoàng không khỏi hoảng sợ bọn hắn còn cách mục tiêu rất xa hắn căn bản không cảm ứng được lăng hàn thế nhưng lăng hàn có thể tìm thấy bọn hắn còn đem âm thanh rót vào trong thức hải của bọn hắn muốn làm được như vậy cần thực lực thế nào chứ lăng hàn nếu muốn gặp lăng hàn hổ nữ yêu kiều nói nàng hoàn toàn không để ý tới những năm này lăng hàn đi đâu làm gì chỉ cần có thể lần nữa nhìn thấy lăng hàn nàng đã cao hứng rồi lăng hàn gật đầu lăng hàn cũng nhớ nữ hi hi hổ nữ cười nhõng nhẽo lăng hàn nói qua về chuyện khởi nguyên ma phương một chút trên thực tế cũng không có chuyện gì để nói tuyệt đại bộ phận thời gian hắn đều ở trong trạng thái đần độn đám người nữ hoàng thì cảm khái không ngờ trong khu vực trung lập lại có bảo bối như vậy kinh nghiệm những năm qua của bọn hắn cũng rất đơn giản. Bọn họ biết rõ Lăng Hàn có chuyện cho nên mới không xuất hiện, bọn họ tuyệt không lo lắng, chỉ giống như bình thường, tu luyện mà thôi. Hơn một ngàn năm trước, Vũ Hoàng được vạn cổ tiên vương mang đi, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Vũ Hoàng thì đem nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ theo. Đồng thời còn tỏ vẻ trừ phi mọi người cùng được bồi dưỡng, nếu không hắn sẽ không chấp nhận. Cho nên ba người nữ hoàng cũng bị mang đi, bất quá nữ hoàng và hổ nữ quả thực đáng để bồi dưỡng, các nàng không chỉ thu tới hoàn mỹ ở phân hồn cảnh, mà vẫn có thể đạt tới thập nhất bí ở tiên phủ. Vẫn có thể leo lên tới độ cao tiên vương cửu trọng thiên. Độ yêu nghiệt của vũ hoàng thể hiện rõ ràng, hắn đã bước lên độ cao lục bí. Bất quá bốn người bọn hắn đều là trụ tiên thể, mà vũ hoàng càng gần với thái trụ vô cực thể, bản thân cũng có thể hóa thành dòng thời gian, vô cùng thần kỳ. Đương nhiên lăng hàn sẽ không hâm mộ, nếu như hắn đạt tới ngũ bí thì hắn cũng có thể tu hành đại trụ tiên thể. Mà hắn đạt được khởi nguyên ma phương, càng có thể siêu việt quy tắc, so với bất luận thể chất nào còn mạnh mẽ hơn. Đáng tiếc khởi nguyên ma phương đã dung hợp với hắn làm một thể, không có cách nào lấy ra cho đám người nữ hoàng tham mộ. Trong lúc nói chuyện rốt cuộc đám người Vũ Hoàng cũng đi tới. Bọn họ tới chỗ Lăng Hàn, năm người đứng cùng một chỗ cũng không tạo thành oanh động quá lớn. Dù sao Vũ Hoàng cũng không có nổi danh như đám người kỳ vô danh. Mọi người lục tục chạy tới, bởi vậy Lăng Hàn cũng nhìn thấy kỳ vô danh, Hồng Hoang. Chỉ là những người này không nhìn thấy bọn hắn mà thôi. Tiên Vương có 9 người tới, Tiên Vương Dị vực cũng có 9 người tới. Lăng Hàn nhắm hai mắt lại, hắn có thể nhìn thấy rõ ràng. Chẳng lẽ bọn hắn đã sớm có ước định, bằng không vì sao lại trùng hợp như vậy chứ? Chỉ là con số 9 Tiên Vương Dị vực quá ít, hắn thầm nói, hắn muốn làm lớn một lần, giết đủ Tiên Vương Dị vực. Bởi vì lần này rất có thể là một lần mua bán duy nhất. Siêu, một gã Tiên Vương dị vực xuất hiện, lông mày hắn có một đóa hắc liên 12 cánh, đại biểu cho tu vi của hắn tương đương với Tiên Vương Tam Trọng Thiên. Hắn lăng không mà đứng, quy tắc trong cơ thể Tiên Vương khóa lại, bá rất kinh người, hơn nữa dị vực lại là bên xâm lấn cho nên đều dựa vào khóa quy tắc trong cơ thể tiến hành chiến đấu. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ. Bắt đầu đi, hắn thản nhiên nói, chúng ta chiến võ đài. Người thắng có thể chiến tiếp, thấy thế nào? Có thể, bên tiên vực cũng có cường giả xuất hiện, đồng ý với hình thức tỉ thí này. Đối với tiên vực mà nói, như vậy càng tốt, bởi vì bọn họ chỉ cần thắng một trận là có được cơ hội dưỡng sức ngàn năm. Thổ tháp, người là người lên đầu tiên đi, cường giả thập nhị liên kia nói, một võ giả dị vực lập tức phi thân ra, đứng ở trên điểm nhô lên như võ đài trên bình nguyên. Hắn là hình trùng, nhìn như bọ ngựa, mọc ra một đôi tay dài như đao mà trên sáu chân đều có gai mọc ngược nhìn như lưỡi đao sắc bén tản ra hàn quang thổ tháp tới chiến hắn vung vẩy cánh tay như đao phát ra thanh âm lạnh lùng ai tới chịu chết côn trùng liều lĩnh bên tiên vực lập tức có võ giả nhảy ra đây là một người trẻ tuổi càng là một đế giả ngũ bí chiến đấu như vậy nhất định phải là đế giả trở lên ra tay hơn nữa ít nhất cũng phải là ngũ bí nếu không tiên vực đã sớm đồng ý một phương thức luận bàn khác với dị vực bởi vì như vậy càng có nhiều thời gian bồi dưỡng tuấn kiệt thế hệ trẻ tuổi này hơn. Thổ tháp nhẹ nhàng trà sát hai cánh tay như đao, nói. Ngươi không cần báo tên, bởi vì cặn bã như ngươi, ta sẽ không đặt ở trong lòng. Ta cho ngươi cuồng, người trẻ tuổi kia ra tay, công kích thổ tháp. Một người một trùng đại chiến, rất nhanh người bên tiên vực nhíu mày, bởi vì thổ tháp rõ ràng đã chiếm thế thượng phong. Sau 200 chiêu, ưu thế của đối phương đã rất rõ ràng, cho dù người ngu cũng có thể nhìn ra được mắt thấy người trẻ tuổi kia tràn ngập nguy cơ đại nhân vật tiên vực mở miệng đủ rồi trận chiến này chúng ta nhận thua người trẻ tuổi kia muốn lui thế nhưng thổ tháp lại không bỏ qua vung vẩy cánh tay như đao đằng đằng sát khí đại nhân vật tiên vực không khỏi hư lạnh một tiếng ra tay bổn tọa nói dừng tay phanh lần ra tay này của hắn không được như ý bởi vì bên dị vực cũng có cường giả ra tay ngăn hẳn hắn tiểu bối chiến đấu đại nhân vật nhúng tay làm gì Cường giả dị vực lạnh lùng nói a à, trong một tiếng hết thảm người trẻ tuổi kia đã bị cánh tay như đao của thổ tháp chém ngang thành hai đoạn nhưng mà khi hắn còn muốn bồi thêm một đao người trẻ tuổi kia giống như được thần trợ giúp hai tay trống lên mặt đất giống như kỳ tích bắn ra lọt vào trong đám người bên tiên vực coi như hắn đã tìm được đường sống trong chỗ chết nhìn như là vận khí trên thực tế là lăng hàn âm thầm ra tay dùng năng lực chúa tể thiên địa của hắn đương nhiên ngay cả tiên vương cũng không có thể nhìn ra đầu mối chỉ cho rằng người trẻ tuổi kia đột nhiên bộc phát ra tiềm lực tính mạng. Thổ tháp không có truy kích, chỉ nở nụ cười dữ tợn, lè lưỡi liếm cánh tay như đau một cái, bên trên có máu tươi của người trẻ tuổi vừa rồi. Tiếp theo, hắn lạnh lùng nói, sát khí hừng hực, chương 2487, nữ tới. Thổ tháp quá kiêu ngạo, lại khiến cho võ giả tiên vực tức giận tới mức không kiềm chế được. Nhưng mà thực lực của đối phương quả thực không tầm thường, khiến cho tuyệt đại bộ phận người đều có thể dương mắt nhìn, bởi vì một khi bọn họ đi lên nhất định sẽ chết ta tới bên tiên vực lại có một người đi tới đẹp như hoa a à đào lạnh như băng bản thân nàng là siêu cấp đế giả là đệ tử thương chỉ vi đương nhiên có tư cách đi vào thánh nguyên học viện xuất hiện ở nơi này cũng là hợp tình hợp lý điều khiến cho lăng hàn phiền muộn đó chính là nàng ta cũng bước vào ngũ bí hơn một ngàn năm này là thời kỳ đế giả tăng tiến thiên vương cửu trọng thiên đều không tiếc tiêu hao bổn nguyên chi lực khiến cho mọi người có hoàn cảnh tu luyện tốt nhất đế giả đương nhiên tăng mạnh, bỏ xa hoàng giả, vương giả gì đó ở sau lưng. Niếp Hòa Sơn nói Lăng Hàn lấy hạt vừng bỏ dưa hấu thực ra cũng có đạo lý. Chỉ là không ai biết Lăng Hàn có được khởi nguyên ma phương, thứ này so với tăng lên mấy tiểu cảnh giới còn quan trọng hơn nhiều. Chết, thổ tháp không chút lưu tình ra tay, an nhiên hừ lạnh một tiếng, hai tay múa, từng đạo tiên pháp vận chuyển, chiến lực kinh người. Nàng là siêu cấp đế giả, trong đế giả lại có thể xếp hàng đầu, cường đại hơn xa người trẻ tuổi trước đó thế nhưng thổ tháp cường đại, hoàn toàn không kém gì an nhiên. Mỗi một kích đều không tránh không né, lựa chọn chính diện giao phong. Tất cả mọi người đều nhìn vào không rời mắt, đối với tiên vực mà nói, thắng bại mỗi một trận đều vô cùng mấu chốt. Thắng một trận chẳng những có thể đổi được một vạn năm hòa bình, càng có thể tăng sĩ khí bên tiên vực. Dù sao trước đó bên bọn họ thực sự đã thua quá nhiều. An nhiên quả thực rất mạnh, hoàn toàn không kém thổ tháp. Nhưng mà võ giả tiên vực đều có một nhược điểm chí mạng, đó chính là quy tắc khóa lại trong cơ thể có hạn xa không bằng dị vực bởi vì dị vực là phương xâm lấn cho nên bọn hắn ngay khi còn yếu đã học tập khóa quy tắc vào trong thân thể nếu không bọn hắn có tư cách gì xâm lấn muốn niên đảo càn khôn đây chứ an nhiên không kém gì thổ tháp nhưng mà từ trước tới nay nàng đều không có cố gắng tập luyện phương pháp có thể tăng dung lượng quy tắc khóa lại chuyện này tại tiên vực hoàn toàn là lãng phí thời gian nhưng mà khu vực trung lập xuất hiện khiến cho mọi người biết rõ người dị vực cường đại khi chiến đấu kéo dài được bốn thời thần an nhiên lộ ra vẻ cố sức chuyện này khiến cho sắc mặt người tiên vực vô cùng khó coi phải biết rằng trước đó thổ tháp đã chiến đấu qua một trận thế nhưng quy tắc chi lực vẫn cuồn cuộn không ngớt thực sự là đáng sợ khai chiến trong khu vực trung lập giống như là trợ giúp cho bọn hắn vậy lại một nén hương sau an nhiên đã hoàn toàn không có lực công kích không thể không nhận thua lui ra khá tốt chiến lực của nàng không thua thổ tháp khiến cho thổ tháp cũng không có cơ hội ra tay với nàng lại thua một trận, ta tới, người thứ ba nảy ra khiêu chiến, chính là gì? Hắn cũng không có nói nhiều, lập tức xông lên, phanh phanh, liên tục đánh một hồi. Đây là luận bàn, cũng không thể vận dụng bảo khí, pháp chỉ. Nếu không thứ so không phải là thực lực mà là nội tình sau lưng. Dâng đầu người ra, thổ tháp cười ha hả, cánh tay như đau múa. Từng đạo phù văn chấp động trên lưỡi đao, sát ý sôi trào. Đại chiến lại diễn ra, dị cũng là người sau vượt người trước, dạo bước tiến lên ngũ bí, khiến cho Lăng Hàn có chút buồn bực. Đoán chừng trong tất cả mọi người đều trở thành ngũ bí, chỉ có hắn dừng lại ở nhị bí. Tuy rằng thực lực của nhị bí như hắn lại cường đại không tưởng. Dị so với nghiêm tiên lộ còn mạnh hơn, yêu nghiệt không thua an nhiên, so với thổ tháp cũng không kém, chiến đấu kịch liệt vô cùng. Sau khi chiến ba thời thần, một người một trùng đồng thời lộ ra vẻ cố sức, chiến lực bắt đầu xuống dốc. Tuy rằng thổ tháp khóa lại được nhiều quy tắc chi lực, nhưng mà liên tục chiến ba đế giả, rốt cuộc cũng tới cực hạn. Thế nhưng võ giả dị vực đã sớm quen chiến đấu dưới tình huống như vậy. Lực lượng quy tắc hao hết, Thổ Tháp lại có biện pháp đặc thù khiến cho lực lượng quy tắc tiêu hao chậm hơn, làm cho dị chỉ có thể nhận thua. Ba trận đều bại, Thổ Tháp thành công lui thân, đem vị trí nhường cho người khác. Sắc mặt người tiên vực vô cùng khó coi, dưới tình huống chiến lực không sai biệt lắm. Thiên tài dị vực khác thậm chí lại có thể lấy một địch ba, chiến lực thật đáng sợ. Khá tốt, bên bọn hắn là phương thủ người dị vực nếu như xâm chiến thông thiên quan, bọn hắn không cần lo lắng tới nhược điểm lực lượng không đủ sau này. Ha ha, kế tiếp mộ lãnh ta sẽ ra trận, lại một thiên kiêu dị vực khác tiến lên, hắn là hình người, hai cánh, đuôi dài, nhưng trên đầu lại mọc ra hai sừng, làn da đỏ thấm như máu, có vô số phù văn rậm rạp. Ai tới chiến một trận với ta, hắn lớn tiếng kêu, thanh âm ầm ầm. đây cũng là một gã đế giả ngũ bí, bên tiên vực tự nhiên cũng có cao thủ trẻ tuổi ninh tiếp. Nhưng mà vẫn là vấn đề kia, trên phương diện chiến lực không chiếm ưu thế, phương diện sức bền lại không bằng, như vậy sao có thể thắng được. Ba gã đế giả trẻ tuổi thay phiên nhau lên, rốt cuộc mới khiến cho lực lượng của mộ lãnh hao hết, thế nhưng vẫn không thể mang tới một trận thắng cho tiên vực. Võ giả tiên vực đều trở nên nôn nóng, chẳng lẽ cứ như vậy cho tới lúc thua hoàn toàn sao? Nếu tới, hổ nữ không nhịn được nhảy ra, một tiểu nha đầu ra mịn thịt mềm, ta muốn ăn huyết nhục ngươi, có lẽ rất bổ a. À. Bên dị vực là một đầu côn trùng, toàn thân màu xanh, giống như một đầu châu chấu, nhưng thực lực của hắn lại vô cùng kinh người. Đã đánh bại một gã đế giả ngũ bí, hổ hữu không nói hai lời, trực tiếp giơ nắm tay nhỏ lên rồi đánh. Trong lòng lăng hàn mỉm cười, ý niệm trong đầu chuyển động. Lập tức rót một đạo bí lực vào trong cơ thể tiểu nha đầu, tăng chiến lực của nàng lên. Phanh, hổ nữ phát huy, hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Nàng vốn chính là siêu cấp đế giả, chỉ là không có đủ cơ duyên, không thể tu ra chín đạo phân hồn ở phân hồn cảnh, nhưng mà vẫn không thể chối bỏ sự cường đại của nàng. Phải biết rằng thứ nàng tu ra chính là bí cảnh thời gian. Hơn nữa năm bí cảnh đều như vậy, có được thái trụ tiên thể, có thể khống chế thời gian. Chiến lực của nàng có lẽ xem như là nửa đế tinh, dù không có Lăng Hàn trợ giúp, kỳ thực cũng có thể chiếm thế thượng phong. Chương 2488, sĩ khí sa sút. Phanh, phanh phanh phanh, bản năng chiến đấu của tiểu nha đầu cường đại tới thần kỳ một khi chiếm thế thượng phong là có thể nắm chặt ưu thế nhanh chóng đẩy thanh thế thắng đầu côn trùng dị vực giận dữ hét lớn đối phương rõ ràng không phải là đế tinh vì sao trên phương diện chiến lược lại có thể áp chế được hắn chỉ là một vị diện cặn bã cấp thấp như vậy sao lại có đế giả mạnh hơn hắn thế nhưng thực lực cách biệt còn ở đó đầu côn trùng dị vực rất nhanh đã bị tiểu nha đầu mạnh mẽ bẻ hai cái đùi không thể không nhận thua nếu không hắn sẽ bị hổ nữ tháo thành tám khối thắng Võ giả tiên vực lớn tiếng hoan hô, rốt cuộc bọn hắn cũng thắng một trận, quá không dễ dàng. Hai tay hổ nữ trông eo, dịu dàng nói, tiến theo là ai, tốt nhất là có thịt một chút, nếu không thích ăn cô trùng. Lời này vừa nói ra, võ giả dị vực lập tức giận dữ. Từ trước tới nay chỉ có bọn hắn ăn tiên vực, lúc này không ngờ tiểu nha đầu kia còn nói ăn bọn hắn, bảo sao bọn hắn không nổi giận cho được chứ. Ai ra tay bắt lấy tiểu nữ cặn bã này, bọn họ đều kêu lên, thế nhưng đế giả ngũ bí bị hổ nữ đánh bại vừa rồi đã là người nổi bật trong đám đế giả của dị vực muốn tìm người mạnh hơn căn bản không có khả năng xem ra chỉ có thể xuất đế tinh đại nhân vật dị tộc đều không cam lòng bọn hắn muốn triệt để chèn ép sĩ khí của tiên vực đương nhiên muốn thắng toàn bộ các trận thế nhưng hiện tại lại phải xuất động đế tinh đầu tiên như vậy chẳng khác nào thừa nhận thực lực tiên vực thậm chí còn thừa nhận không bằng a thế nhưng không mang đế tinh ra ai có thể ép hổ nữ chứ một sinh linh hình người xuất hiện làn da của hắn tuy rằng là màu đỏ thẫm thế nhưng lại có những đường màu vàng rất nhỏ tản mát ra khí tức vương giả minh mông cuồn cuộn tân đồ hắn chỉ vào mình ánh mắt nhìn chằm chằm vào hổ nữ không che giấu một chút sát khí nào nhà đầu trở về đi đại nhân vật bên tiên vực thì gọi hổ nữ lại tân đồ này là một đế tinh không thể mạnh mẽ ngăn cản nếu không nhất định sẽ chết hổ nữ vốn không tình nguyện nhưng sau khi nghe lăng hàn âm thầm gọi nàng về nàng chu cái miệng nhỏ nhắn lại, lùi qua một bên. Kế tiếp là chiến đấu của đế tinh, ngay cả đế giả cũng không có tư cách tham dự, trừ phi là có ưu thế rõ ràng trên phương diện cảnh giới. Vũ Hoàng dẫn đầu xuất chiến, hai đại đế tinh toàn lực giao thủ, một là lục bí, một là Bát liên lục tầng. Trên phương diện cảnh giới giống nhau, nhưng mà phương diện chiến lực thì Vũ Hoàng lại mạnh hơn. Vũ Hoàng là thiên tài võ đạo chân chính, thiên phú chiến đấu và bản năng chiến đấu đều vô cùng yêu nghiệt. Hơn nữa tu thành thái trụ tiên thể, chiến lực đương nhiên cũng tăng lên một bước, rất nhanh đã chiếm cứ thượng phong, hoàn toàn áp chế tân đồ. Chuyện này khiến cho võ giả tiên vực hoan hô như xâm động, mà bên dị vực thì lại trầm mặc. Chẳng lẽ sẽ liên tiếp thua hai trận, mấu chốt là hai cuộc chiến này đều là trong cùng giai bị thua, quá đả kích sĩ khí A. Cấp độ của dị vực hơn tiên vực, chiến một trận cùng giai cũng phải là dị vực chiếm thế thượng phong A. Tân đồ dùng hết các thủ đoạn, thế nhưng dưới quyền pháp của Vũ Hoàng căn bản không có bất kỳ cơ hội lật bàn nào, không ngừng bị đánh bay. Từng cánh tay đều bị Vũ Hoàng mạnh mẽ kéo xuống, đồng thời hắn phản kích cũng khó lưu lại vết thương trên tiên thể của Vũ Hoàng. Bởi vì Vũ Hoàng có thể khiến bản thân hóa thành dòng chảy thời gian, giống như đang trôi qua, lại là tương lai, vậy làm sao có thể bị thương được chứ? Muốn phá vỡ tiên thể của Vũ Hoàng, phải có ưu thế rõ ràng trên phương diện cảnh giới. Đủ rồi, cương giả dị vực nói, thế nhưng vũ hoàng lại không để ý chỉ cần đối thủ còn ở trên chiến trường thì hắn sẽ không dừng tay bảo ngươi dừng ta cường giả dị tộc giận dữ vươn tay chộp về phía vũ hoàng ha ha tiểu hai tử luận bàn người lớn xen tay vào làm gì tiên vực cũng có đại nhân vật ra tay phanh lập tức đánh bay công kích của cường giả dị vực trước đó tiên vương nói muốn dừng tay cường giả dị vực ra tay ngăn cản nhưng bây giờ thì ngược lại khiến cho người tiên vực như được ăn tiên đan cực phẩm thoải mái ngút trời vũ hoàng không ngừng công kích đập nát nửa người của tân đồ thế nhưng đế tinh dù sao cũng là đế tinh vẫn để cho hắn chạy đi lại thắng một trận võ giả bên tiên vực hoan hô không thôi đã thật lâu bọn hắn không có sảng khoái như vậy rồi dị vực trầm mặc một lúc lại phái ra nhân vật mới người này đáp xuống chẳng những là đế tinh lại là siêu cấp yêu nghiệt bát liên thập tầng tương đương với tồn tại thập bí vũ hoàng ra tay nhưng mà lục bí và thập bí tranh lệch quá lớn một kích đã bị đánh bay, nếu không có lăng hàn âm thầm ra tay, Vũ Hoàng tuyệt đối đã bị miểu sát. Bên dị vực lần nữa ra vẻ kiêu ngạo, có lẽ Vũ Hoàng rất cường đại, thế nhưng bọn hắn còn có cao thủ mạnh hơn, chỉ cần có thể nhận được thắng lợi cuối cùng là được, giống như tiên vực nhất định sẽ bị dị vực đánh bại vậy. Thân thể xâm lạc đáp xuống, hắn là hình người, làn da đỏ biến thành màu đen. Trên đầu mọc ra một cái sừng màu vàng, một cái đuôi dài kinh người ở sau lưng, giống như tay, không ngừng cuốn lên hắn ngạo nghễ nhìn qua phương hướng tiên vực, nói, còn có ai dám ra chịu chết, siêu, một đạo thân ảnh hiển hiện, đây chính là thích thiền tử. Tiểu tăng tới chiếu cố ngươi, thích thiền tử nhìn như hòa khí, thế nhưng khi nào ra tay lại như ma thần, rất có phong phạm của cổ tổ cửu đăng Phật môn. Mà hắn quả thực cũng cường hãn, kim thân đại thần thông đa tu luyện tới cảnh giới trí cao, thân thể hóa thành kim cương chiến thần, một ngón tay điểm ra, diệt tiên đổ thần. Lăng Hàn kinh ngạc, thích thiền tử này không ngờ lại tu tới cửu bí. Vô cùng kinh người, chỉ có hơn một ngàn năm ở hiện thực mà đối phương từ nhất bí lại tăng tiến tới cửu bí, tiến bộ quá nhanh. Nhưng mà như vây cũng không có tác dụng gì, xâm lạc tương đương với thập bí, so với thích thiền tử còn cao hơn một tiểu cảnh giới. Bọn họ là ai? Đế tinh, khi mỗi cảnh giới tu tới tận cùng, hoàn mỹ mới có thể xưng là đế tinh. Đã như vậy chênh lệch một tiểu cảnh giới đương nhiên là rãnh trời không thể nào vượt qua được thích thiên tử dùng huyết thủ đoạn lại chỉ có thể nhận lấy kết quả đại bại. Trên bụng thì xuất hiện một lỗ máu, bị trọng thương. chương 2489, kỷ vô danh phát huy thượng Không hoang, già lan trước sau lên đài, nhưng đều bị thua thảm hại. Không có biện pháp, bọn hắn cũng chỉ là cửu bí mà thôi. Bên tiên vực sĩ khí xa sút như rơi xuống đáy cốc, bọn hắn chỉ có tinh thần nguyệt là còn chưa lên sâu khấu. Sư tử tầm thường, căn bản không có khả năng địch nổi xâm lạc quả nhiên người tiếp theo đi lên đài là tinh thần nguyệt đây là hy vọng cuối cùng của bên tiên vực tinh thần nguyệt dáng người thon dài có mái tóc đen nhánh thân mặc áo trắng quần thun không có trang điểm một chút nào nhưng lại rất là xinh đẹp nàng chắp tay mà đứng mái tóc dài nhẹ nhàng tung bay như là tiên tử xuất trần xâm lạc lại không tỏ vẻ tán thưởng một chút nào bọn họ là người hai giới đương nhiên hắn hoàn toàn không thưởng thức vẻ xinh đẹp của tinh thần nguyệt ngược lại trong mắt hắn còn hiện lên vẻ tàn nhẫn sinh linh giống cái nhà ngươi rất bất phàm, trong máu không ngờ lại có một tia hương vị bổn nguyên. Nếu như ta có thể luyện hóa ngươi, nhất định sẽ có chỗ tốt. Trong mắt sinh linh dị vực, bọn hắn căn bản không coi võ giả tiên vực là người, mà không khác gì xúc vật. Tinh thần nguyệt chỉ hất tay áo lên, cực kỳ yêu nhã. Cạc cạc, ngươi là của ta, xâm lạc ra tay, công kích về phía tinh thần nguyệt. Vừa ra tay, bên tiên vực đều thở dài một hơi, bởi vì tinh thần nguyệt hoàn toàn không rơi xuống thế hạ phong thế nhưng trong nháy mắt bọn hắn lại nhíu mày. Người hai giới giao chiến, chỉ cần tiên vực không chiếm ưu thế, nhất định cuối cùng sẽ bại. Vì sao? Vì quy tắc A, nơi này là khu vực trung lập, không có quy tắc bổ sung. Bởi vậy trong cơ thể ai khóa lại nhiều quy tắc hơn thì người đó có thể thắng được A. Quả nhiên sau khi chiến 4 năm thời thần, tinh thần nguyệt lập tức có vẻ vô lực. Không có biện pháp, quy tắc chính là căn cơ của võ giả. Võ giả không có quy tắc chính là mãnh thú không có móng vuốt sắc bén lại chiến mấy chiêu tinh thần nguyệt bị ép nhận thua nếu như nàng tiếp tục chiến nhất định sẽ bị xâm lạc bắt lấy thôn vệ huyết nhục lầm sao bây giờ ngay cả tinh thần nguyệt cũng thua bên tiên vực lại thảm bại thứ duy nhất có thể vui mừng đó là ít nhất bọn hắn còn thắng được hai trận nhỏ vì tiên vực kiếm được hai vạn năm hòa bình ha 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 võ giả dị vực đều cười lớn bọn hắn thiên tài như mây chỉ cần xuất động một xâm lạc đã quét ngang thiên tài trẻ tuổi tiên vực như hoa rơi nước chảy còn có nại u, một tâm chưa ra tay, về phân xích huyết mạnh nhất càng không cần phải nói. Trái lại, bên tiên vực thì ao tù nước động, không có ai có tâm tư nói chuyện. Song phương thực lực tranh lệch lớn như vậy sao? Đúng lúc này chỉ thấy một người từ trong trận doanh tiên vực đi ra. Hắn là, kỷ vô danh, ai, hắn cậy mạnh đi lên thì có thể làm được gì chứ? Ngay cả tinh thần nguyệt cũng thua, không sai, tuy rằng kỷ vô danh cũng là đế tinh, cùng cấp bậc với thiết thiền tử, hồng hoang nhưng căn bản không bằng tinh thần nguyệt, đi lên cũng chỉ có thua mà thôi. Người tiên vực đều lắc đầu, kỳ vô danh là đế tinh thì sao chứ? Chỉ lại khiến cho tiên vực thua thêm một trận nữa mà thôi. Kỳ vô danh nhìn về phía xâm lạc, oanh, một cỗ khí thế đáng sợ tuôn ra. Thập bí, tất cả mọi người kinh hô, kỳ vô danh lại là thập bí. Đây là chuyện vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Trong mắt mọi người, kỳ vô danh song song với thích thiền tử, hồng hoang như vậy hắn cũng có thể là cửu bí hắn có hy vọng vãn hồi cục diện cho tiên vực sao võ giả dị vực đều cười lạnh thập bí thì thế nào chứ bên bọn hắn có tới hơn ba đế tinh bát liên thập bí lại có một người vô địch thập nhất bí nếu như nói bên tiên vực có ba gã thập bí dị vực chỉ có một như vậy tiên vực còn có thể dựa vào sa luân chiến thủ thắng thế nhưng tình huống bây giờ lại trái lại dù thế nào bên tiên vực cũng chỉ có đường nhận thua mà thôi nhiều thêm một người cũng chỉ thua thêm mà thôi. Ngươi, có chút cổ quái, xâm lạc nhìn chằm chằm vào kỳ vô danh, trong mắt không ngờ lại có một tia kiêng kỵ. Đối phương quả thực là thập bí, tương tự với hắn, thế nhưng đối đầu trực diện với kỳ vô danh, hắn lại cảm thấy có chút lạnh lẽo. kỷ vô danh không nói gì, ánh mắt như đao, có sát khí mãnh liệt lưu chuyển. Kiếp trước hắn trình chiến ở chỗ này, lại là vô tận năm tháng, đối với dị vực đã hận tới tận xương tùy. Siêu, hắn trực tiếp xiết ra một tay chém về phía xâm lạc xâm lạc vội vàng đón đánh phanh hai đạo quang mang chém vào nhau theo lý mà nói bọn họ đều là cấp độ thập bí đánh cận chiến hẳn là ngang nhau đều là đế tinh ai sợ ai chứ thế nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn không phải như vậy tay kỷ vô danh trực tiếp chém xuống giống như một thanh thiên binh vô thượng mạnh mẽ xé nát vòng sáng bên ngoài xâm lạc tiến quân thần tốc xâm lạc kinh hãi vội vàng bắn ngược người trở lại kỷ vô danh truy kích, sắc mặt lạnh như băng, sát ý sôi trào, giống như hóa thân thành sát thần. Một trốn một đuổi, xâm lạc không phải là địch của kỳ vô danh, người dị vực quá sợ hãi, chuyện này cũng quá khoa trương, dưới tình huống cảnh giới tương đương mà bọn hắn lại rơi vào thế hạ phong sao. Xâm lạc A, à, đây chính là một vị đế tinh, bên tiên vực cũng hoàn toàn không ngờ, kỳ vô danh trở thành thập bí đã là một kinh nghỉ lớn. Nhưng mà càng làm cho người ta kích động đó chính là thực lực của kỳ vô danh không ngờ lại mạnh như vậy ngay cả đế tinh cũng chỉ có thể bị đuổi đánh. Chỉ có Lăng Hàn là không cảm thấy kỳ quái, đối phương kiếp trước là tiên vương cửu trọng thiên, lại là người nổi bật trong đó. Chiến lực cùng giai nhất định sẽ kinh thiên động địa, nếu như chuyển sinh mà chiến lực còn giống như kiếp trước, như vậy còn chuyển cái giam A. Một câu, kiếp trước có lẽ kỳ vô danh là tồn tại có thể trùng kích thiên tôn vị. Người như vậy trùng tu có thể không lợi hại hay sao? Bất quá bên tiên vực chỉ giật mình một lát rồi lập tức hoan hô trận chiến này bọn hắn có thể thắng. Hơn nữa người bọn họ thắng lại là xâm lạc, bát liên thập tinh. Oanh, 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 kỳ vô danh xuất ra tuyệt chiêu nhiều lần, chiến lực vẫn còn đang tăng vọt, giống như vĩnh viễn không có chừng mực vậy. Ồ, vì sao kẻ này khiến cho bổn tỏa có cảm giác quen thuộc vậy? Có tiên vương thì thào, khí tức của kỳ vô danh, bộ dáng của hắn tuy rằng vô cùng lạ lẫm. Nhưng mà lại có cảm giác cổ quái, như trùng hợp với một vị đại nhân vật trong trí nhớ chương 2490, kỷ vô danh phát huy hạ. Ồ, thanh liên huynh, hóa ra người cũng có cảm giác như vậy sao? Lại có tiên vương nói, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Vị đại nhân kia trở lại sao? Tiên vương thứ ba nói, trên mặt hiện lên vẻ cuồng nhiệt. Năm đó vị đại nhân kia thực sự quá mạnh mẽ, đã từng một mình tiết tới dị vực, chảm ba gã cường giả thập thất liên. Một gã cường giả thập bát liên, lại còn dưới tình huống bị thiên tôn của dị vực đuổi giết chạy về, đại chân sĩ khí tiên vực, Đương nhiên vị đại nhân kia cũng bởi vậy mà trả giá cực lớn. Nghe nói tu vi dường như đã bị phế toàn bộ, từ đó về sau mai danh ẩn tích, nghe nói là bế tử quan, cầu khôi phục. Ai cũng không biết hiện tại như thế nào, mà kỳ vô danh trước mắt lại khiến cho chín vị tiên vương nghĩ tới người nọ, cùng giai chiến một trận, chiến lược vô cùng. Tiên vương dị vực cũng có chút kỳ quái, kỳ vô danh quá mạnh mẽ. Tồn tại như vậy nếu như để mặc phát triển, đây tuyệt đối là sát thần trong tiên vương cửu trọng thiên. Không thậm chí có khả năng bước lên tầng thứ cao hơn áp đảo trên quy tắc kẻ này phải giết chết không sai không thể để cho hắn phát triển nếu không tất có họa lớn bọn hắn đang trao đổi thần niệm đã quyết định dù bất luận thế nào cũng phải chém kỷ vô danh quả thực kỷ vô danh rất mạnh khoảng một ngàn chiêu sau xâm lạc đã bị đánh cho đứt tay đứt chân nếu không có tiên vương dị vực ra tay hắn ta thậm chí còn không thể nào thoát trở về được nhất định sẽ mất mạng ở nơi này kỷ vô danh đứng lại Hai tay đặt ở sau lưng, gió nhẹ thổi vạt áo hắn, bồng bềnh như tiên. Tiêu xái và cường đại, lập tức khiến cho vô số nữ tử si mê, hận không thể lập tức yêu thương nhung nhớ. Kỷ vô danh, kỷ vô danh, kỷ vô danh, võ giả tiên vực đều không hẹn mà cùng hoan hô, ngay cả sắc mặt những cường giả thăng nguyên cảnh kia cũng kích động, Tam Tâm Tình nguyện quỳ gối trước mặt Kỷ vô danh, bội phục sát đất. Lúc này chỉ cần Kỷ vô danh vung tay lên hô, nhất định sẽ có vô số người nguyện ý đi theo làm tùy tùng cho hắn. Bất quá kỳ vô danh căn bản không có để ý, hắn chỉ lạnh nhạt đảo qua trận doanh dị vực, điềm nhiên nói. Tiếp theo, hừ, một nữ nhân dị vực xuất hiện, nàng là hình người, làn da cũng màu đỏ, sau cổ có đuôi. Nhưng trên đầu lại mọc ra ba chiếc sừng, đen như mực. Tóc thì vừa to vừa dài vô cùng, hơn nữa cánh của nàng không ngờ chỉ có mấy khung xương, đang vung vẩy sau lưng nàng, tản mát ra khí tức trí cường. Nại u, võ giả dị vực lập tức hoan hô, lại một đế tinh bát liên thập bí khác, nại u. Kỳ vô danh vẫn không nói chuyện mà trực tiếp ra tay. Ta sẽ tiến ngươi ra đi, nại u chấn động đôi cánh bằng xương, thân thể như bay. Phanh, kỳ vô danh hóa quyền thành trảo, chỉ quét qua đã đánh bay nại u, đổi lại một phong cách chiến đấu khác. Làm như vậy đã quấy dày trình tự của nại u, trước đó nàng quan sát kỳ vô danh và xâm lạc chiến đấu. Đối với đường ra tay của kỳ vô danh đã có lý giải nhất định. Do đó nàng đã vạch định sẵn kế sách đối phó, đồng thời còn được tiên vương dị vực chỉ đạo. Thế nhưng kỷ vô danh trực tiếp đổi lại một phong cách chiến đấu khác, lập tức khiến cho sắp xếp lúc trước của nàng hoàn toàn mất đi tác dụng. Hơn nữa quả thực kỷ vô danh rất mạnh, mỗi một kích đều đánh cho ngực nàng như sôi lên. Khó chịu tới mức không cách nào hình dung được c. Nàng miễn cưỡng chống đỡ, nhưng mà sau ngàn chiêu vẫn đạt tới cực hạn. Bị kỷ vô danh mạnh mẽ kéo xuống một bên cạnh, xương gấy, máu tươi điên cuồng chảy ra, đau tới mức khiến cho nàng rên rỉ không thôi, đồng thời còn vô cùng phẫn nọ. Nhưng như vậy thì sao chứ? Nàng được tiên vương dị tộc ôm về, nếu như tái chiến, nàng nhất định sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hai trận thắng liên tiếp, tiên vực hoan hô như sấm dậy, trước đó tuy rằng cũng có hai trận thắng liên tiếp, nhưng là do hổ nữ và vũ hoàng thắng một trận, còn không có người nào lập kỷ lục liên tục thắng. Quá mạnh mẽ, chấn động nhân tâm, trái lại, bên dị vực thì sắc mặt âm trầm, bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện này, nhất là cùng giai chiến một trận lại bị thua. Cấp độ vị diện của bọn hắn rất cao, phải nghiền áp được đối phương. Tiên Vương Dị vực cũng tràn ngập sát khí, trực tiếp gọi xích huyết chứ? Tiên Vương Dị vực nói. Không được, cùng giai chiến một trận, chúng ta phải thắng. Trước đó đã thua trong tay Nữ Oa cùng với nam tử kia, phải thắng lại. Vậy để cho Mô Tâm lên đi, kỳ vô danh này đã chiến hai trận, nhất định không còn bao nhiêu lực lượng quy tắc, chỉ cần kéo dài, nhất định có thể thắng. Được. Vậy cho mô tâm lên, bên dị vực rất nhanh lại đẩy ra một người tới khiêu chiến. Đây là một con rết khổng lồ, dài tới trăm trượng, mỗi một cái chân đều đen kịt, ở trên đó còn có cái gai nhọn hoắt, giống như lợi khí chế tạo từ hàn thiết, khiến cho người ta liếc mắt nhìn vào không khỏi mê muội. Nhìn kỹ bên trên còn có một đạo phù văn, đó là quy tắc độc hệ, căn bản không cần đâm tới người, chỉ cần nhìn một cái thì quy tắc sẽ phát sinh tác dụng. Tiên phủ cảnh bình thường có thể chết bất đắc kỳ tử tiên vương hai bên đều ra tay, đem quy tắc của ngô tâm cách ly với bên ngoài. Nếu không không biết sẽ có bao nhiêu người bị giết chết. Quy tắc độc hệ vô cùng bá đạo, ngô tâm, con giết này dùng thần niệm nói, một phần ba thân thể dựng thẳng, giống như là rắn, trong miệng có hắc khí phun ra nuốt vào. Đó không phải là quy tắc độc hệ mà là quy tắc giết chóc, hóa thành từng thanh thần binh, giống như có thể chém nát thương khung. Kỷ vô danh vẫn không có ý tứ nói chuyện, xông lên là đánh. Ngô tâm cũng không đón đỡ, hắn được tiên vương dị vực dặn dò, dùng thủ làm chủ, hao hết lực lượng quy tắc của kỳ vô danh, nhất định không thể thua trận này. Tuy rằng hắn khó chịu, nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Dù sao cảnh giới kém quá nhiều, ngay cả người bướng bỉnh như hắn cũng không dám không làm theo. Hơn nữa trận chiến này đối với dị vực mà nói, quá mức quan trọng. Nhất định phải thắng trong trận chiến cùng dai, mà hắn là người thủ quan cuối cùng. Nếu như xích huyết ra tay, như vậy tự nhiên có thể nhẹ nhõm thắng. Nhưng mà dựa vào cảnh giới áp chế, thắng cũng không vinh. Cũng không thể chèn ép sĩ khí của võ giả tiên vực. chương 2491, xích huyết, hắn triển khai thân pháp, cố gắng trốn tránh. Đừng nhìn thân thể của hắn dài, thế nhưng lại linh hoạt tới mức khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Hơn nữa mỗi một chân đều có thể chém ra được sát lục chi khí đáng sợ, khiến cho người ta chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Thế nhưng đối thủ của hắn là kỳ vô danh, đây là một bá chủ thiên kiêu kiếp trước có thể chém giết người dị vực như ngóe, hiện tại còn mạnh hơn nữa. Kỷ vô danh hóa thân thành một cổ thiên ma, sát ý vô cùng lưu chuyển ra, sôi trào như biển. Hắn cũng dùng một tuyệt kỹ thành danh, thân hóa kim cương chiến thần, hoàn toàn không quan tâm tới công kích của ngô tâm, tiến quân thần tốc. Một ngón tay điểm ra, ông, tuế nguyệt tăng thương, vạn cổ tịch diệt. Oanh, một kích này đánh ra, trên lưng ngô tâm lập tức có một lỗ máu cực lớn, thiếu chút nữa bị cắt thành hai đoạn vạn thế nhất chỉ tất cả mọi người kinh hô kể cả vài tên tiên vương dị vực cũng vậy bọn hắn đã từng ném qua đau khổ của tiên pháp này tổn thất có thể nói là thảm trọng vô cùng thực sự là vị đại nhân kia tiên vương bên tiên vực thiếu chút nữa ôm đầu kinh hô không hoàn toàn để ý tới dáng vẻ của tiên vương chỉ có kỷ vô danh hoàn toàn không để ý tới hắn chỉ đuổi giết ngô tâm hình thái kim cương chiến thần khiến cho hắn hoàn toàn không quan tâm tới phản kích của ngô tâm mà vạn thế nhất chỉ của hắn lại liên tiếp điểm ra dường như muốn làm cho phiến thiên địa này sụp đổ vậy chỉ sau 100 chiêu nữa ngô tâm bị tiên vương dị vực cứu về nếu không nhất định hắn khó mà giữ được tính mạng chuyện này khiến cho bên dị vực triệt để trầm mặc một trọi ba hơn nữa đều là đế tinh cùng giai chuyện này chỉ có bọn hắn mới có thể làm được thế nhưng bây giờ lại xuất hiện trên người một võ giả tiên vực quá mạnh mẽ a à, nếu như người này đi tới dị vực như vậy còn có thể trở nên mạnh hơn nữa a à. bên tiên vực thì lần nữa hô tên kỳ vô danh Đám tiên vương càng sôi trào Phật đạo sát thần kia thực sự đã trở lại a, à? Đây là người chủ trương chiến đấu Có hắn Tiên vực dù ở hoàn cảnh xấu Thế hạ phong vẫn có ý chí chiến đấu gấp trăm lần Chỉ có thể xuất động xích huyết Mặt khác Lại gọi những người này tới Đợi khi chúng ta diệt sát tên sát thần chuyển thế này Tiên vực tất sẽ ngăn cản Mấy người chúng ta không đủ Được Chín cường giả dị vực âm thầm phát ra tin tức Muốn gọi thêm cường giả tiên vương cấp tới đây Kỳ vô danh thật đáng sợ phải nhanh chóng chém giết. Bên kia, tiên vương tiên vực cũng phát ra tin tức. Bọn hắn đã sớm ngờ tới tiên vương dị vực sẽ không bỏ qua cho kỳ vô danh, muốn gọi thêm tiên vương tới thủ hộ thế thân đại nhân kia chuyển thế. Tương lai, đây chính là nhân vật lĩnh quân tiên vực A. Bên dị vực trầm mặc rất lâu thì mới có một nam tử từ phương xa bay tới, một bước bước ra vô cùng xa. Xích huyết, võ giả dị vực hoan hô như sấm dậy, đây là trụ cột chính thức của bọn hắn, bát liên thập nhất tầng, là đế tinh vô thượng chiến lực thậm chí còn nhảy vào thăng nguyên cảnh, mạnh tới mức không thể nào hình dung được. Người tiên vực thì nhìn về phía thiên kiêu này, người này hình người, chợt nhìn không có gì khác nhau với người dị vực khác. Nhưng mà khí thế phát ra từ trên thân người này lại rất là đáng sợ. Ngay cả đế giả cũng muốn phủ phục, trong mắt người dị vực, đây là một vị thiên tôn tương lai. Xích huyết nhìn kỳ vô danh, khóe miệng nở nụ cười ngạo nghế. Không ngờ tới tiên vực lại có đối thủ như vậy bất quá hiện tại ta khinh thường đánh bại ngươi, cho ngươi thời gian ngàn năm. Chờ ngươi tiến vào thập nhất bí rồi lại chiến. Nghe nói như vậy, vô luận là tiên vực hay là dị vực đều thầm kêu một tiếng, cuồng nhân. Vương giả dị vực thì lãnh đạm nói, hắn là chiến Phật chuyển thế, phải giết chết. Xích huyết hồ một tiếng rồi nói, ngươi lại là chiến Phật chuyển thế sao? Ha ha, năm đó ngươi xông vào vực chúng ta chém giết, ta còn chưa sinh ra. Chỉ là nghe nói có một người như vậy mà thôi hắn không ngờ lại không thèm coi lời dặn dò của tiên vương vào trong mắt, quả thực đủ hung hăng càn quấy. Hiện tại ta có chút hứng thú, đến đây, ta sẽ đánh với ngươi hai chiêu, yên tâm, hiện tại ta khinh thường giết chết ngươi, đợi khi cảnh giới ngươi bằng ta, ta mới toàn lực ra tay. Lần này kỷ vô danh không có trực tiếp ra tay, mà dò xét xích huyết một chút rồi nói. Ngươi là hậu nhân của xích viêm, không sai, tổ tiên ta chính là xích viêm thiên tôn. Xích huyết ngạo nghễ nói, thiên tôn, Tất cả mọi người kinh hãi, khó trách xích huyết lại mạnh như vậy. Cũng khó trách hắn dám không đặt tiên vương vào trong mắt, bởi vì tổ tiên hắn là một vị thiên tôn. Xích viêm sao, kỷ vô danh cười lạnh, trên mặt hiện lên vẻ hồi tưởng. Năm đó hắn từng đuổi giết ta, lưu lại ký ức không thể phai mờ a. À. Xích huyết thì cười ha hả, nói, lúc trước tổ tiên ta đuổi giết ngươi, hiện tại là ta giết ngươi. Vị diện cặn bã như các ngươi nên sớm buông tha chống cự đi thôi, để cho chúng ta thôn phệ, dung hợp. Kỳ vô danh không nói thêm gì, mà dùng tay mình để trả lời. Không đáng nhắc tới, xích huyết cười lạnh, vung quyền đón đánh. Phanh, kỳ vô danh lập tức bị đánh bay, nhưng mà thần quang trên người hắn chấp động không ngờ lại không có bị đánh vỡ. Tất cả mọi người hoảng sợ, bát liên thập nhất bí là khái niệm gì, tương đương với thang nguyên cảnh A. Thang nguyên cảnh ra tay với tiên phủ cảnh, không ngờ lại không có tạo thành một kích chí mạng. Quả thực là đang nói chơi, chỉ có thể nói kỳ vô danh thực sự quá mạnh mẽ có chút y tứ, khóe miệng xích huyết nhếch lên, kỳ vô danh quả thực có chút nghịch thiên. Chỉ là thập bí không ngờ lại có thể miễn cưỡng địch nổi hắn. Nếu như đối phương cũng trở thành thập nhất bí, như vậy nếu tái chiến, hắn có một tia khả năng thủ thắng sao? Tuyệt đối không thể, xích huyết không biết khiếm tốn, nhưng mà hắn không thể không thừa nhận, kỳ vô danh quá bất phàm. Đã như vậy thì giết chết hắn đi, trong lòng hắn sinh ra sát ý, hoàn toàn quên đi lời nói trước đó của mình. Hiện tại hắn cũng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tuyệt đối không thể để cho Kỷ Vô Danh tiến thêm một bước, bằng không sẽ uy hiếp được hắn. Chết, hắn thét dài một tiếng, cuối cùng cũng toàn lực ứng phó. Oanh, toàn thân hắn có quang mang màu đỏ phun ra, nhuộm đỏ thiên địa. Chương 2492, Lăng Hàn xuất hiện. Kỷ Vô Danh rất mạnh, thực sự rất mạnh, thậm chí Lịch Đại Tiên Vương Cửu Trọng Thiên lú trước đều không thể đạt tới độ cao này. Có lẽ thập bí tới thập nhất bí là một lần bay vọt về chất. Thập bí vẫn là tiên phủ nhưng mà thập nhất bí lại có thể địch nổi thăng nguyên. Dù là kỳ vô danh mạnh tới nghịch viên, nhưng mà vẫn không thể nào đền bù được tranh lệch cực lớn như vậy. Vừa đánh hắn đã rơi vào thế hạ phong, sau trăm chiêu hoàn toàn giật gấu vá vai, sau hai trăm chiêu càng tràn ngập nguy cơ. Dừng tay, một tiên vương ra tay, tách xích huyết và kỳ vô danh ra. Lần này cường giả dị vực không có ngăn cản, bởi vì bọn họ đã đặt quyết tâm, viện binh vừa tới, nắm lấy cơ hội chém giết kỳ vô danh, còn có tất cả người ở đây. Trận chiến này thua, thế nhưng vẻ mặt võ giả tiên vực lại đang như bay. Tuy bại nhưng vinh, tiên phủ bại trong tay thăng nguyên, không oan. Trái lại, kỳ vô danh có thể chống đỡ nhiều chiêu như vậy dưới tay xích huyết, quá cường đại. Chỉ cần hắn bước lên thập nhất bí, như vậy nhất định có thể đuổi giết xích huyết một cách đơn giản. Tương lai tiên vực lại lóe sáng, còn có chuẩn đế tinh như hổ nữ, có siêu tân tinh như vũ hoàng, lại thêm kỳ vô danh, một đời trẻ tuổi của tiên vực cũng không thua vực khác, thậm chí còn siêu việt sắc mặt võ giả dị vực thì âm trầm lần này không những không chèn ép được sĩ khí của tiên vực thậm chí còn để cho bọn hắn tăng cường lòng tin quả thực là trộm gà không được mà còn mất nắm gạo xích huyết thì lạnh lùng nhìn qua bên tiên vực chiến ý của hắn sôi trào sát khí hóa thành thực chất không thể chém giết kỷ vô danh khiến cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu nếu như không giết mấy người hắn không ép được lửa giận trong lòng ai ra đi tìm cái chết hắn lạnh lùng nói bên tiên vực không có ai lên tiếng hiện tại bên tiên phủ cảnh trong tiên vực không ai có thể địch nổi xích huyết. Khục, Lăng Hàn đi ra, qua lâu như vậy rốt cuộc cũng tới phiên hắn hóa trang lên đài. Hàn Lâm, trở lại, Nhiếp Hòa Sơn vội vàng lớn tiếng kêu lên, hắn biết rõ Lăng Hàn là đế tinh, thế nhưng chỉ là nhị bí mà thôi, đây là đang chịu chết a. À. Thẩm siêu thì cười lạnh, xích huyết đủ mạnh để địch lại hắn, đương nhiên hắn không thể thừa nhận xích huyết mạnh hơn hắn. Nhưng mà Lăng Hàn quả thực là đang chịu chết, tuy rằng hắn rất muốn tự tay giết chết Lăng Hàn, nhưng mà đồ sát đồng bào thông thiên quan, hắn cũng phải gánh vác tội danh lớn. Nếu như không phải gánh vác tội danh này đương nhiên là tốt nhất. Những người khác cũng lắp đầu, chỉ là nhị bí, cho dù tới một vạn cũng chỉ có thể để một ngón tay xích huyết chém giết. Ha ha ha, võ giả dị vực thì cười to, nhị bí cũng dám xuất chiến. Các ngươi không còn ai có thể phái ra sao, vị diện siêu hạ đẳng yếu như vậy, nhị bí cũng dám đi lên sao. Ngươi, xích huyết nhìn lăng hàn, lập tức cười lớn, chỉ là nhị bí mà thôi đừng nói là để hắn ra tay ngay cả thần uy của hắn cũng không thể nào thừa nhận được cốt hắn quát một tiếng sóng âm tuôn ra hóa thành một mảnh sóng lớn tất cả đều tạo thành chiến mâu không phải ngươi cần đối thủ sao ta sẽ chiến với ngươi một trận lang hàn nhàn nhạt nói khi chữ trận cuối cùng nói ra có một chữ chiến màu vàng lóng lánh cũng hiện lên nghinh đón sóng lớn kia phanh cả hai va chạm phiến sóng lớn kia lập tức bị dẹp loạn xích huyết lập tức kinh ngạc chăm chú nhìn về phía lăng hàn rồi nói ngươi không phải là nhị bí ai nói ta là nhị bí lăng hàn cười nói oanh khí tức hắn bắt đầu tăng lên lập tức tới tam bí còn có thể chơi như vậy sao tất cả mọi người kinh ngạc thế nhưng tam bí cũng không thể địch nổi thập nhất bí đây là cơ bản trong võ đạo song phương không biết hơn kém bao nhiêu lần a à. còn chưa đủ lăng hàn cười khí tức chấn động lại tăng lên một cấp độ biến thành tứ bí tất cả mọi người giật mình nhất định lăng hàn tu luyện thuật pháp che giấu khí thức nào đó, tu vi chân thật ít nhất cũng là thập bí, nếu không không có khả năng gánh vác được tiếng quát của xích huyết. Người tàn sát gà, có người linh cơ khẽ động, đột nhiên nói, tiên vực có một đế tinh thần bí, đạt tới độ cao thập bí, một quyền đánh bại ám mỗ. Chỉ là sau trận chiến kia hắn biến mất không thấy tung tích, thậm chí mọi người cũng không biết rõ hắn là ai. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cường giả thần bí, thậm chí có khả năng đạt tới thập bí, đây không phải là người tàn sát gà thì là ai chứ? Xích huyết nhướng mày nói, không nên đùa nghịch lãng phí thời gian, ta ghét nhất người như vậy. Lăng Hàn cười ha hả, người ghét hay không có liên quan cái lông gì tới ta. Oanh, khí thế của hắn lại tăng lên, đạt tới cấp bậc ngũ bí. Chết, xích huyết không thể chịu đựng được nữa, lập tức bắn ra, một quyền đánh về phía Lăng Hàn. Nếu như Lăng Hàn nguyện ý, một ý niệm trong đầu hắn cũng có thể giết chết xích huyết, nhưng mà vì che giấu thân thể thiên địa chi chủ, hắn cũng chỉ có thể đánh trả một quyền phanh thân thể hắn như núi thế nhưng xích huyết lại bị đánh cho lảo đảo lùi lại bảy bước cái gì xích huyết không ngờ lại chính diện đối kháng rơi xuống hạ phong đây chẳng những là chuyện người dị vực không tưởng tượng nổi cũng vượt quá dự liệu của bên tiên vực người tàn sát gà không ngờ lại mạnh như vậy hắn không phải là thập bí mà là thập nhất bí trời à không ngờ tiên vực chúng ta có siêu cấp đế tinh như vậy tất cả mọi người ôm đầu kinh hô Chuyện này bọn hắn sao có thể nghĩ tới được chứ? Lăng Hàn không ngờ lại không phải là thập bí, mà là thập nhất bí. Thậm chí chiến lực còn trên xích huyết, xích huyết thì trợn hai mắt, hoàn toàn không có biện pháp tin tưởng, có cảm giác như là mộng ảo. Gặp kỳ vô danh cũng khiến hắn vô cùng khiếp sợ, may mà hắn hơn kỳ vô danh một tiểu cảnh giới, còn có thể áp chế đối phương, vẫn đảm bảo duy trì cảm giác ưu việt của hắn. Thế nhưng phần cảm giác ưu việt này của hắn lại bị đả kích nghiêm trọng. Lăng Hàn chẳng những cảnh giới tương đương hắn, hơn nữa chiến lực còn mạnh hơn. Điều này sao có thể? Hắn là hậu đại của Sích Viêm Thiên Tôn, tổ huyết vô cùng nồng đậm, trừ hậu đại Thiên Tôn ra, hắn chiến một trận cùng giai hẳn là vô địch mới đúng. Thế nhưng lúc này hắn lại còn yếu hơn thiên tài ở vị diện hạ đẳng như vậy. Chương 2493, toàn diện đại chiến. Lăng Hàn cười ha hả, tâm niệm khẽ động, lập tức tràn ra khí tức cường đại của thập nhất bí. Đã muốn chém giết phương giả dị tộc, đương nhiên hắn phải đùa giỡn cho đủ. Lúc này hắn chỉ tay vào xích huyết, nói, con khỉ tóc đỏ, có dám chiến với ta một trận hay không? Con khỉ tóc đỏ, xích huyết lập tức tóc điên lên, hắn thả rằng giao thủ với kỷ vô danh khi đối phương tăng lên một cảnh giới còn hơn là đối mặt với lăng hàn. Bởi vì gia hỏa này thực sự nói quá nhiều, hơn nữa từng câu từng chữ đều nham hiểm, quả thực khiến cho hắn còn chưa chiến đã tức tới thổ huyết. Nếu như chiến lực lăng hàn không bằng hắn, vậy hắn còn có thể lập tức tiêu diệt đối phương, tránh lại nghe lời ác độc từ đối phương. Thế nhưng mấu chốt chính là chiến lực đối phương nhiễm nhiên còn hơn hắn, căn bản hắn không thể làm cho đối phương ngậm miệng lại được. Đến chiến, hắn không nói gì, thân thể nhảy lên, giết về phía Lăng Hàn. Phanh, 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 Lăng Hàn tiện tay chống đỡ, hắn là chúa tể phiến thiên địa này. Nếu như khai chiến ở nơi này, không phải là hắn hung hăng càn quấy, nhưng mà cho dù là tiên vương cửu trọng thiên cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng vì diễn kịch, hắn vẫn ra vẻ tương đương với xích huyết hắn cũng chỉ cường đại hơn xích huyết một chút mà thôi nhưng mà chỉ có ưu thế một chút đỉnh như vậy lại khiến cho lăng hàn rất nhanh chiếm thế thượng phong cũng chậm rãi biến thành ưu thế áp đảo người dị vực há hốc mồm hoàn toàn không nói nên lời xích huyết là đại đế tinh mạnh nhất trong bát liên trừ hắn ra không có ai mạnh hơn nữa thế nhưng ngay cả xích huyết cũng không địch lại lăng hàn như vậy chẳng khác nào là tầng thứ bát liên hoàn toàn tan tác a không bọn hắn không có cách nào tiếp nhận được Xích huyết, ngươi nhất định phải thắng. Thiêu đốt tổ huyết, ngươi là hậu đại của xích viêm đại nhân A. Người dị vực lớn tiếng kêu lên, xích huyết giống lớn, hắn cũng không muốn thua. Chiến một trận cùng dai, chỉ có hắn mới có thể nghiền áp chúng sinh. Oanh, hắn thực sự thiêu đốt tổ huyết, một cỗ lực lượng thần bí sôi trào trong cơ thể hắn, đó là một loại sức mạnh siêu việt quy tắc. Lăng Hàn lập tức có cảm giác cực kỳ không thoải mái, giống như có người nào đó đang gây hấn với hắn. Hắn lập tức hiểu rõ, cỗ lực lượng trong cơ thể xích huyết hẳn là siêu việt tiên vương ngũ trọng thiên, bởi vậy bị quy tắc phiến thiên địa này bài xích, muốn gạt bỏ. Bất quá trong lòng hắn khẽ động, cưỡng ép đè xuống quy tắc sao động. Chỉ vận dụng tổ huyết mà thôi, lang Hàn không tin xích huyết có thể bước vào cấp bậc thiên tôn. Đây là chuyện quả thực không có khả năng, chiến lực của xích huyết dưới cỗ lực lượng này tăng tiến lên rất nhiều lần. Nhưng tối đa chỉ từ thăng nguyên tiểu thành sơ kỳ tăng lên tới đại thành sơ kỳ. Đây là thực lực tăng lên gần trăm lần, đáng sợ vô cùng. Lăng Hàn giả vờ giả Việt nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có bí thuật sao? Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân có những tia chớp màu trắng quấn quanh. Lôi quang chi thần, xin ban cho ta lực lượng. Oanh, khí thế của hắn lần nữa tăng vọt, tuy rằng cảnh giới bất đồng, nhưng mà chiến lược lại tăng trưởng như bão tố, ngang hàng với xích huyết. Hổ nữ nhìn qua, không khỏi liên tục vỗ tay cười. Lăng Hàn quả thực thú vị, xích huyết thì tức giận tới mức sắp nội thương, Lăng Hàn nhất định đang cố ý, người vận dụng bí thuật thì vận dụng a cần gì phải khoa trương như vậy la lớn như vậy cái dám a người chọc giận ta thực sự chọc giận ta xích huyết giống to hai nắm tay chấn động có thần quang quấn quanh hiện tại chiến lực của hắn tuyệt đối có thể địch lại thăng nguyên cảnh đại thành lang hàn không sợ vẫn tiếp tục ngạnh kháng với xích huyết hai người đều đang liều bí thuật thể hiện sức mạnh mỗi một chiêu đều không tránh không né cảnh tượng đương nhiên kịch liệt vô cùng lang hàn càng đánh càng mạnh dù xích huyết mạnh hơn gấp trăm lần thì thế nào hắn lại lần nữa chiếm thế thượng phong hơn nữa lại là chiếm thế thượng phong tuyệt đối cái này chuyện này khiến cho người dị vực sắc mặt khó coi như là phụ mẫu chết vậy làm sao có thể hậu nhân một vị thiên tôn có thể nói là đế tinh vô địch cùng dai không ngờ dưới tình huống thiêu đốt tổ huyết lại không địch lại nổi một cặn bã tiên vực chuyện này bảo sao bọn họ có thể tiếp nhận được chứ không chỉ là như vậy ngay cả sắc mặt những vương giả của dị vực cũng vô cùng khó coi Kỳ vô danh cường đại còn có thể hiểu được, nhưng mà vì sao Lăng Hàn lại có thể yêu nghiệt như vậy chứ? Một tiên vương dị vực ra tay, hắn rốt cuộc không còn tâm tình đi bận tâm quy củ gì nữa. Hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó là tuyệt đối không thể để cho Lăng Hàn còn sống rời đi. Nếu không đối phương sẽ trở thành mối họa lớn trong lòng dị vực. Mấy kỷ nguyên trước, tiên vực xuất hiện một nhân vật vô cùng cao minh, cơ hồ dùng lực lượng một người ngăn cản bước chân của dị vực làm hại bọn hắn trong mấy kỷ nguyên tiếp theo chỉ có thể không ngừng đi tới điểm ổn định liên thông hai giới này không có cách nào toàn diện xâm lấn đây là thế giới võ giả hàng đầu ngàn vạn lần không thể xem thường tác dụng của một võ giả bằng không nhất định sẽ hối hận ngươi dám tiên vương tiên vực cũng ra tay lang hàn làm cho bọn hắn kinh hỷ vô hạn hóa ra còn có một thiên kiêu còn mạnh hơn kỷ vô danh phải toàn lực bảo vệ về sau lại toàn lực bồi dưỡng ngày sau nhất định có thể đứng cùng chỗ với kỷ vô danh, cùng nhau chống đỡ lá cờ tiên vực. Hừ, tiểu tử này ngày hôm nay phải chết, lại có thêm tiên vương dị tộc ra tay, chẳng những công kích về phía lăng hàn, đồng thời kỷ vô danh cũng nằm trong phạm vi công kích của bọn hắn. Chín tiên vương của tiên vương ninh đón, toàn lực bảo hộ. Siêu siêu siêu, tiếp viện của dị vực chạy tới, đó đều là cấp bậc tiên vương. Hơn nữa đều là đại năng thập tứ liên, là lực lượng mạnh nhất mà phiến thiên địa này có thể dung nạp, Phật đạo sát thần chuyển thế kia ở đâu? Tiên vương dị vực vừa tới đã dùng ánh mắt tràn ngập sát khí đảo qua. Ở đằng kia, tiên vương dị vực ở đây từ đầu liên tục chỉ kỳ vô danh, sau đó lại chỉ về phía lăng hàn. Bất quá tiểu tử này càng thêm yêu nghiệt, ngay cả xích huyết cũng không phải là đối thủ. Cái gì, mấy tiên vương dị vực vừa tới ai cũng kinh hô, chuyện này quá kinh người a. Chẳng lẽ xích huyết không có vận dụng tổ huyết sao? Bọn hắn vội hỏi, chương 2494, tiểu nhân thượng đã vận dụng, nhưng mà vẫn không địch lại được. Chuyện này khiến cho đám tiên vương dị vực vừa mới tới không còn lời nào để nói. Thế nhưng sát khí lại sôi trào, phải không tiếc bất kỳ giá nào diệt sát lăng hàn. Cho rằng tiên vực chúng ta không có người sao. Tiếp viện của tiên vực cũng tới, tổng cộng có 34 vị tiên vương, cảnh giới từ thất trọng thiên cho tới ngũ trọng thiên, không đồng đều. Tiếp tục gọi người, tiên vương thập tứ liên của dị vực lạnh lùng nói, so số lượng tiên vương sao. Quá nực cười, vị diện cấp thấp như vậy có thể có bao nhiêu tiên vương cơ chứ? Mà bọn hắn lại có bao nhiêu chứ? Căn bản không cần phải so sánh. Lăng Hàn nhẫn nhịn, hiện tại đã có 37 tiên vương dị vực tới, nhưng mà hắn còn muốn nhiều hơn, muốn âm dị vực một lần cho thỏa. Tiên vương song phương kịch liệt chiến đấu, một bên là bảo vệ, một bên thì toàn lực đuổi giết. Cổ đăng, người tinh thông quy tắc không gian, mang hai người này rời đi trước. Một tiên vương tiên vực nói, tốt, lập tức có một tiên vương lên tiếng đồng ý, phong hào của hắn là cổ đằng, tinh thông quy tắc không gian. Hắn ra tay chộp về phía lăng hàn và kỳ vô danh. Đừng mơ, một tiên vương dị vực cũng theo sát, ra tay, đánh lén. Tiên vực lại có thêm tiên vương ra tay, bảo vệ lăng hàn và kỳ vô danh. Nhưng mà tiên vương dị tộc cũng ra tay, muốn đánh chết lăng hàn và kỳ vô danh. Cổ đăng tiên vương Thủy Trung không có biện pháp chộp lăng hàn và kỳ vô danh vào tay. Tiên vương dị vực như bị điên, muốn đổi giết bọn họ, làm cho tiên vương tiên vực chỉ có thể toàn lực thủ hộ. Đây là một trận chiến kịch liệt vô cùng, cuốn một lượng lớn tiên vương vào. Song phương đều có cường giả tiên vương cấp gia nhập, khiến cho chiến đấu ngày càng kịch liệt. Chấn động kịch liệt kia khiến cho phiến thiên địa này run rẩy, dường như muốn nứt vỡ. Lại nhiều thêm một chút, Lang Hàn thầm nói trong lòng, hắn một mặt ẩn nhẫn, giả bộ như tu vi chỉ có thập bí, trước mặt tiên vương căn bản không đủ phân lượng. Tiên vương đại chiến, không chung đẫm máu rất nhanh có tiên vương vẫn lạc, có tiên vực cũng có dị vực. Nếu như ở tiên vực, tiên vương vẫn lạc sẽ có thiên địa cảm ứng, trời giáng mưa máu các loại. Nhưng mà phiến thiên địa này lại là độc lập, cho nên vô luận là tiên vương dị vực hay là tiên vương tiên vực cứ như vậy vẫn lạc, như người bình thường. Tiên huyết nhuộm đỏ không chung, cảnh tượng rất là đáng sợ. Trong mỗi một giọt máu đều có lực lượng quy tắc đáng sợ. Rất đơn giản đã có thể đánh chết một đám thăng nguyên cảnh. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng, người dưới tiên vương chỉ có thể chạy thục mạng mà thôi. Lăng Hàn không muốn sớm lộ diện cho nên cũng lựa chọn bỏ trốn, tránh đi khu tiên vương chiến đấu nghiêm trọng nhất. Bất quá lần này hắn là một dây dẫn đại chiến, tiên vương dị vực sao có thể buông tha hắn được, có rất nhiều đang đuổi sát sau lưng hắn. Hắn trốn đông trốn tây, trước tiên thu tam nữ hổ nữ vào hắc tháp, vũ hoàng thì thừa dịp đại chiến loạn, trời sinh là cuồng nhân chiến đấu, Lăng Hàn muốn bắt vị nhị ca này lại cũng không được. Đành phải đứng xa xa đối phương, tránh gây hỏa cho đối phương. Đương nhiên nếu như Vũ Hoàng gặp nguy hiểm, đương nhiên Lăng Hàn sẽ ra tay phát huy. Trong mắt hắn, không có gì quan trọng hơn thân nhân và bằng hữu. Hàn Lâm, một đạo thân ảnh xuất hiện, ngăn cản đường đi của Lăng Hàn. Lăng Hàn kinh ngạc, bởi vì người này là Thẩm Siêu. Hắn biết rõ Thẩm Siêu ghen ghét mình, nhưng mà vào lúc mấu chốt như vậy lại quan tâm tới tư lợi bản thân, khí lượng của người này thực sự quá kém. Làm gì vậy? Hắn thản nhiên nói, giết ngươi thẩm siêu lạnh lùng nói nếu như tu vi của lăng hàn thực sự chỉ là thập nhất bí như vậy hắn nhất định sẽ đột phá vòng vây nào có thời gian lãng phí từng phút từng gây khiến cho bản thân có thể vạn kiếp bất phục như vậy chứ nhưng mà hắn là chủ nhân của phiến thiên địa này tất cả tiên vương ở đây cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn cho nên hắn không vội hắn cười nói ồ vì sao bởi vì ngươi đáng chết thẩm siêu ra tay hắn không thể lãng phí thời gian tiên vương hai giới đều đang ra tay kiềm chế lẫn nhau mới cho hắn có cơ hội hạ thủ nhưng mà thời gian tuyệt đối không nhiều hắn không dám bỏ mặc cho lăng hàn tiếp tục phát triển lại là thập nhất bí thập nhất bí a nếu như lại tiến thêm một bước có lẽ lăng hàn có thể sánh vai với hắn thậm chí là nghiền nát hắn đây là chuyện hắn không thể nào tha thứ được vì sao hắn lại có tự tin ra tay như vậy vừa rồi lăng hàn bộc phát đại chiến thiêu đốt tổ huyết hoặc là vận dụng loại bí thuật nào đó Hiện tại chiến lực nhất định đã sụt giảm, đúng là cơ hội tốt để ra tay. Về sau hậu quả cứ để cho cường giả dị vực gánh vác là tốt nhất. Trong phiến thiên địa này, dù là thần ý của Tiên Vương cũng không thể phóng đi quá xa, hắn không cần lo lắng mình sẽ bại lộ. Oanh, hắn tế ra binh khí, hiện tại không phải là luận bàn mà là giết người. Đương nhiên hắn không cần tuân thủ bất kỳ quy củ nào. Trên đỉnh đầu hắn có một tòa bảo tháp, cũng có 7 tầng, toàn thân trắng như tuyết, có từng đạo quang mang rủ xuống đó là từng đạo quang mang màu vàng đất mỗi một đạo đều nặng nề tới kinh người có thể mạnh mẽ đánh chết thăng nguyên cảnh thứ đồ chán ghét diệt đồ giả mạo này thanh âm của tiểu tháp vang vọng được tới đây lang hàn lắc đầu tiểu tháp chán ghét tất cả mọi thứ hình tháp cũng không phải chỉ có nói không thôi đi chết đi thẩm siêu phi thân tới bảo tháp chi khí tuôn ra đạo quang bắn về phía lang hàn để chấn áp còn chưa có tới gần thì một cô áp lực đáng sợ đã bắn tới khiến cho ngay cả thăng nguyên cảnh như hắn cũng phải sợ hãi Lăng Hàn rút lui về phía sau, cũng không đón đỡ. Thẩm siêu cười ha hả, đây là một lần duy nhất trong lúc chiến đấu với Lăng Hàn hắn chiếm được thế thượng phong. Lần này khiến cho lỗ chân lông toàn thân hắn đều nở ra, sung sướng vô cùng. Hắn đuổi theo, đánh ra một quyền, kéo lấy quy tắc trong bảo tháp, hóa thành một đầu thổ long. Thẩm siêu, người báo thủ tư, lá gan không nhỏ. Thẩm siêu thì cười lạnh, lão tổ ta chính là tiên vương thất trọng thiên, mà ta lại là đế giả, chính là hậu đại mà tổ tiên ta sủng ái nhất. Vô luận ta gây ra họa gì lão tổ đều có thể thay ta hóa giải. Chương 2495, tiểu nhân hạ. Lăng Hàn lắc đầu, đây quả thực là người bị sủng ái mà trở thành tên vô lại. Nếu như hắn thực sự là đế tinh thập nhất bí, lại chết trong tay Thẩm Siêu, chỉ sợ ngay cả Tiên Vương Cửu Trọng Thiên cũng nổi giận, đánh tan thân thể Thẩm Siêu này thành từng mảnh nhỏ. Người như vậy, chết cũng không có gì là đáng tiếc. Hàn Lâm sau khi giết người ta còn có thể đi tìm nữ nhân của ngươi. Ngươi đoán xem, ta sẽ làm gì với các nàng? Thẩm siêu dùng ngữ khi âm trầm nói, ánh mắt lang hàn không khỏi lạnh lẽo, hắn vốn còn có kiên nhẫn, nhưng hiện tại, hắn không muốn nhẫn nhịn nữa. Bất quá tiên vương dị vực tới đây cũng đạt tới 137 tên, như vậy cũng đủ rồi. Lăng Hàn ra tay, đấm về phía thẩm siêu, tự tìm đường chết, thẩm siêu cười lạnh, bảo tháp trên đầu hắn chính là do lão tổ thẩm ra tự mình luyện chế tuy rằng không phải là tiên khí, nhưng mà lại được gia trì một tia tiên vương chi lực. Hắn không có cách nào chủ động vận chuyển, nhưng mà bảo tháp lại tự động tản ra đạo quang. Chỉ cần đụng vào, tất cả thăng nguyên cảnh đều chỉ có thể ngoan ngoãn bị chấn áp mà thôi. Lăng Hàn không ngờ ra tay đánh tới, đây không phải là muốn chết thì là gì. Nhấm nháp tư vị thống khổ đi, thẩm siêu nở nụ cười trào phóng, bởi vì tay Lăng Hàn đã chạm tới đạo quang. Phanh, một tiếng nổ giòn giã vang vọng, Lăng Hàn tiến quân thần tốc, nắm lấy bảo tháp, sau đó dùng lực nhéo một cái, chuẩn tiên kim không biết là mấy tinh này lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ. Tay lăng hàn lại rơi xuống, nắm lấy cổ thẩm siêu. Biến hóa này quá nhanh, thẩm siêu căn bản không phản ứng kịp. Hắn kinh ngạc nhìn lăng hàn, vẻ mặt tràn ngập vẻ khó hiểu. Làm sao có thể cơ chứ? Đây chính là bảo khí mà lão tổ hắn tự tay luyện chế, chính là cấp bậc bát tinh. Ngay cả cường giả thang nguyên cảnh cũng khó có thể đánh vỡ thế nhưng lăng hàn chỉ va chạm nhẹ một cái thì bảo tháp đã vỡ hoàn toàn không có đạo lý không có khả năng không có khả năng không có khả năng a à. thẩm siêu thì thào chỉ biết không ngừng nói bốn chữ này mà thôi được rồi ta cho ngươi biết một chuyện càng không có khả năng hơn lăng hàn cười cười thân thể chuyển động rốt cuộc cũng tới lúc hắn bắt đầu thu hoạch nhân tộc nhỏ bé dâng tính mạng của ngươi ra sau khi phát hiện bóng dáng của lăng hàn một tiên vương dị vực lập tức phóng tới hiện tại không có tiên vương nào ở gần lăng hàn đúng là thời điểm tốt nhất để ra tay không chư vị tiên vương tiên vực thì giống to một thiên tài tuyệt diễm như lăng hàn không thể để mất được thế nhưng cảnh giới tranh lệch lớn như vậy một kích tiện tay của tiên vương cũng có thể khiến cho lăng hàn tan thành mây khói không thẩm siêu kêu to bởi vì hắn đã bị lăng hàn nắm bắt dưới một kích của tiên vương hắn nhất định sẽ phải chết như vậy không phải lỗ lớn hay sao hắn có liên quan cái lông gì tới chuyện này Sao lại kéo hắn đệm lưng chứ lăng hàn nhoẻn miệng cười nói không có việc gì không có việc gì hắn vươn tay nhẹ nhàng nhấn một cái ông đạo công kích mà tiên vương dị vực đánh ra lập tức dừng lại sau đó ầm ầm tán loạn trong khoảng thời gian ngắn toàn trường lâm vào yên tĩnh đây chính là tiên vương ra tay a à, không ngờ lại bị lăng hàn hóa giải nhẹ nhàng như thế có khả năng sao là sự thực sao bọn họ đang nằm mơ sao nhưng mà sau khi sững sờ tất cả tiên vương đều tìm là ai ra tay thay lăng hàn muốn cho bọn hắn tin tưởng một tiên phủ cảnh dù là tu gia thập nhất bí cảnh có thể so sánh với thăng nguyên nhưng mà muốn đối địch với tiên vương dù thế nào cũng là chuyện không có khả năng hừ tiên vương dị vực trước đó ra tay cười lạnh một tiếng lần nữa ra tay oanh hắn đánh ra một đạo hắc quang giống như mũi tên vọt về phía lăng hàn mau buông ta ra thầm siêu thì kêu to người muốn chết thì một mình ngươi chết là được rồi cần gì phải kéo ta vào một chỗ như vậy. Có tiên vương có thể hóa giải một kích thay lăng hàn, có thể hóa giải hai kích, nhưng mà mười 10 kích, trăm kích, dù thế nào cũng phải xuất hiện một lỗ hồng. Mà chỉ cần có một lần như vậy, hắn và lăng hàn nhất định sẽ chết. Lăng hàn chết hay không hiện tại hắn không còn quan tâm, quan trọng là hắn không muốn chết. Lăng hàn khẽ lắc đầu, ta đã nói không có việc gì, sao ngươi lại không tin tưởng ta chứ? Hắn lần nữa vươn tay nhấn một cái, hắc quang lập tức dừng lại, thậm chí còn chuyển hướng, đánh tới tiên vương dị vực. Chuyện này khiến cho tất cả tiên vương đều hoảng sợ biến sắc. Hóa giải một kích của tiên vương cũng không có gì là kinh ngạc. Tiên vương nơi này phần lớn là tiên vương ngũ trọng thiên. Thế nhưng muốn làm cho công kích của tiên vương thập nhất liên đảo ngược, ngay cả tiên vương ngũ trọng thiên cũng không có cách nào làm được. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Bồn tọa không tin, tiên vương dị vực giống lớn, hắn bắt đầu thích xúc đại chiêu tin rằng sau lưng lăng hàn tất có một vị tiên vương cường đại bảo hộ hắn là thập nhất liên bảo hắn đi đánh với một tiên vương ngũ trọng thiên nhất định hắn không phải là đối thủ nhưng mà hắn muốn đổi giết một tiên phủ cảnh nho nhỏ nhất định sẽ có cơ hội có khả năng cẩn thận mấy cũng có sơ sót ngay cả tiên vương cũng không phải là ngoại lệ nhất là dưới đại y chiêu chỉ cần một đạo dư âm ảnh hưởng còn lại quét chúng lăng hàn cũng có thể giải quyết vấn đề người điên rồi sao mau tránh mau tránh a thẩm siêu hét lớn hắn thực sự không muốn chết, lúc này bảo hắn gọi Lăng Hàn là tổ tông cũng được. Tiểu tổ tông, ta phan ngươi, cầu ngươi mau trốn đi a. À. Đây là đại nhân vật tiên vương cấp nha, Lăng Hàn mỉm cười, giơ chân phải lên, dẫm về phía tiên vương dị vực kia. Lăng Hàn dẫm ra một cước, hóa thành một cái chân lớn màu đen, như là núi cao đạp về phía tiên vương dị vực. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều lắc đầu. Đây quả thực là con sâu cái kiến khiêu khích sư tử A. À. Đừng nói là một cước của ngươi hóa thành núi cao, cho dù hóa thành một tinh thần thì thế nào chứ? Trước mặt lực lượng cấp bậc tiên vương căn bản không có chút sức lực nào, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Hơn nữa người dám chủ động khiêu khích cường giả tiên vương cấp, lại dùng tới chân. Đây là miệt thị tới bực nào chứ? Tiên vương dị vực kia càng phẫn nộ tới điên cuồng, người ỷ vào có một tiên vương ở sau lưng thủ hộ mà dám khinh miệt ta như vậy sao? chương 2496, Bộc Phát, muốn chết, hắn đang thích xúc đại chiêu, công kích lăng hàn cho nên khinh thường để ý. Bất quá chỉ là một cặn bã thập nhất bí, cho dù để đối phương đánh chúng thì thế nào chứ? Đợi khi hắn đánh ra đại chiêu này là có thể khiến cho uy hiếp lớn nhất với dị vực bọn hắn tan thành mây khói. Không nên, không nên, không nên, thẩm siêu thì sợ tới mức mặt xanh lại, một cước này đạp xuống. Tên tiên vương dị vực kia nhất định không bị sao cả, thế nhưng lực phản chấn của tiên vương, vô luận là hắn hay là lăng hàn đều không thể địch nổi, có thể bị đánh thành cho bụi. Hắn còn chưa muốn chết ra, oanh, dẫm một cước xuống, một tiếng phanh vang vọng. Tiên vương dị vực kia lập tức biến mất không thấy, chỉ có cái chân lớn kia còn đang ở đó, giống như hóa thành thực chất. Hít, ô, oh, trong nháy mắt, toàn trường lâm vào yên tĩnh, giống như vừa rồi lăng hàn có thể hóa giải một kích của tiên vương dị vực vậy. Đây là kết quả mà mọi người tuyệt đối không thể nào tin nổi. Một tiên phủ cảnh nho nhỏ, trước mặt tiên vương căn bản chính là con sâu cái kiến. Thế nhưng sau khi đạp một cước xuống, vị tiên vương dị vực kia lại biến mất không còn tâm hơi. Không, ngay cả khí tức cũng không có, giống như là thần hình câu diệt vậy. Chuyện này ai có thể tiếp nhận, ai có thể tin tưởng chứ? Hiện giờ ngươi tin chưa? Lăng Hàn cười, nói với thẩm siêu. Thẩm siêu há hốc mồm, bộ dáng như kẻ ngu ngốc, đầu óc hắn lúc này đã trống rỗng. Lăng Hàn nhấc chân, oanh, cái chân lớn kia cũng dơ lên, bụi mù tản ra. Chỉ thấy tiên vương dị vực kia đã hóa thành đống thịt vụn điều thú vị là hình thái của tiên vương dị vực này là một con rán giống như là một con dẹp bị giết chết vậy đường đường là cường giả thập nhất liên không ngờ lại chết không có ý nghĩa như vậy uất ức tới mức không thể nào tiếp nhận được toàn trường xôn xao mọi người từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thứ còn lại chính là nghi hoặc và khó hiểu mãnh liệt đây thực sự là một cường giả ra tay hộ lăng hàn sao tiên vương ngũ trọng thiên quả thực có thể nghiền áp tam trọng thiên nhưng mà có thể tiến vào tiên vương ai mà không phải là thiên trung kỳ tài chứ cho dù tranh lệch hai cảnh giới nhỏ cũng không thể thiên về một bên như vậy a à. nhưng nơi này hạn chế cảnh giới tiên vương ngũ trọng thiên căn bản không thể tiến vào như vậy phải giải thích thế nào chứ chẳng lẽ người tiên vực nắm giữ biện pháp đặc thù có thể để cho tiên vương ngoài ngũ trọng thiên tiến vào tiên vương dị vực khác thầm nghĩ chẳng lẽ chúng ta nắm giữ biện pháp đặc thù có thể khiến cho tiên vương ngoài ngũ trọng thiên tiến vào sao tiên vương tiên vực thì âm thầm suy nghĩ như vậy bổn tọa không tin một tiên vương dị vực ra tay vươn tay đánh về phía Lăng Hàn. Oanh, một miếng phù văn sáng lên, khí tức trí cao vô thượng lưu chuyển, đây là một vị cường giả thập tứ liên. Tiên vương ngũ trọng thiên, là lực lượng mạnh nhất nơi này. Lúc này những tiên vương tiên vực cũng quên chạy tới cứu. Hoặc là nói bọn hắn đã bị lực lượng sau lưng Lăng Hàn làm cho khiếp sợ, muốn nhìn xem cỗ lực lượng kia hóa giải thế nào. a à, thầm siêu thì bị dọa không nhẹ, hắn không tin Lăng Hàn có năng lực đối kháng với tiên vương cho nên lại lần nữa sợ tới mức mặt xanh lại. Vốn hắn có lá gan không nhỏ, nhưng nhiều lần lọt vào công kích của Tiên Vương, cho dù gan hắn lớn tới đâu cũng không gánh được. Oanh, bàn tay lớn đánh tới, cả không trung run rẩy, đây là cấp bậc lực lượng cực hạn. Lăng Hàn mỉm cười, ngưng quyền rồi đánh ra. Oanh, bàn tay lớn của tên Tiên Vương dị vực này lập tức bị nứt vỡ. Tiên Vương dị vực rên lên một tiếng, tay phải lập tức có máu tươi tràn ra. Đây chính là quy tắc cắn trả, khiến cho hắn bị thương. Thấy một màn như vậy tất cả Tiên Vương đều không thể nghi ngờ sau lưng lăng hàn căn bản không có tiên vương nào khác mà là bản thân hắn thực sự có thực lực đối kháng tiên vương làm sao có thể chỉ là thập nhất bí mà thôi thẩm siêu cũng chết lặng nhìn lăng hàn hắn cảm thấy tên này là một ma quỷ trong lòng hắn sợ muốn chết mật cũng như muốn vỡ ra lăng hàn cười ha hả nói dám ra tay với ta lá gan không nhỏ hắn bỗng nhiên bộc phát sát ý khôn cùn thân thể lóe lên đã xuất hiện ở trước người tiên vương thập tứ liên dị vực sau đó đánh ra một quyền thực lực tiên vương đương nhiên rất mạnh thần ý vô cùng nhạy cảm cơ hồ trong nháy mắt khi lăng hàn xuất hiện tiên vương thập tứ liên kia cũng ra tay đánh về phía mặt lăng hàn lúc này biểu hiện của thẩm siêu không tệ không ngờ lại không thét lên chỉ là nếu như nhìn kỹ có thể thấy được mắt hắn đã trợn trắng trực tiếp bị dọa cho ngất đi lăng hàn cường đại dọa cho hắn ngất đi phanh nắm đấm của lăng hàn tới nhanh hơn đánh vào trên đầu tiên vương thập tứ liên kia chỉ thấy đầu cường giả Tiên Vương dị vực kia như là dưa hấu, lập tức vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Thân thể không đầu lay động vài cái, phanh, thân thể nặng nề đổ ập xuống mặt đất, mất mạng. Không có thiên địa đồng bi, chết đi giống như một tiểu nhân vật không quan trọng vậy. Lăng Hàn Thuần tìm ra thần khí không gian trên người cường giả này, nhét vào trong túi. Chuyện như vậy quả thực hắn đã làm rất nhiều a. Ưng ực, tiếng nuốt nước, nước bọt không ngừng vang vọng, đây chính là Tiên Vương thập tứ liên a tương đương với tiên vương ngũ trọng thiên đế giả nếu như không có gì ngoài ý muốn cũng chỉ có đẳng cấp này mà thôi thế nhưng trước mặt lăng hàn người mạnh như vậy nói giết là giết giống như một con kiến vậy không có ý nghĩa vừa rồi ai nói lăng hàn là con sâu cái kiến cơ chứ nhanh đứng ra cam đoan đánh không chết hắn ngươi ngươi đạt được khởi nguyên ma phương rốt cuộc tiên vương dị vực cũng kịp phản ứng chỉ vào lăng hàn rồi nói thanh âm run rẩy không ổn lăng hàn nhòe miệng cười nói rốt cuộc cũng có người thông minh, bất quá, quá muộn rồi. Sắc mặt tiên vương dị vực đại biến, bọn hắn không phải là sợ hãi Lăng Hàn đạt được khởi nguyên ma phương, mà là phiến thiên địa này quá nhỏ. Lăng Hàn dù đạt được ma phương, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ có khả năng là tiên vương bát trọng thiên, cửu trọng thiên, còn xa không phải là đối thủ của thiên tôn. Chỉ khi nào đánh nát phiến thiên địa này, tạo thành cơn bão đáng sợ, thậm chí ảnh hưởng tới tính ổn định của nơi liên thông hai giới, như vậy ngay cả thiên tôn cũng chịu thiệt. Đây mới là chỗ bọn hắn nhíu mày, các ngươi cũng không cần suy nghĩ xa như vậy, bởi vì ta sẽ đánh bại từng người một trong các ngươi. Chương 2497, Thiên Tôn tới. Lăng Hàn dùng ngữ khí lạnh lùng nói, chiến tranh hai giới, không có đồng tình và thương cảm, chỉ có giết chóc, chỉ có một bên ngã xuống mới có thể vĩnh viễn giải quyết tranh chấp. Đi, Tiên Vương dị vực quát, tiểu tử này tuy rằng cảnh giới còn xa không tới Tiên Vương cảnh, nhưng mà bây giờ nắm giữ khởi nguyên ma phương trở thành thiên địa chi chủ của phiến thiên địa này. Bọn hắn có thể tiến vào phiến thiên địa này, nói rõ không bằng phiến thiên địa này. Như vậy cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn, cho nên cứng trọi cứng là chuyện không có tiền đồ, như vậy chỉ là giao tính mạng ra mà thôi. Bọn hắn có hơn 130 tiên vương, nếu như cùng trùng kích, chẳng lẽ một người cũng không thể trốn thoát sao? Oanh, tiên vương dị vực quay đầu rời đi, xem ra chỉ có thể mời thiên tôn ra tay, hủy đi phiến thiên địa này dù bởi vậy mà chậm chạp mười ức năm, thậm chí là một kỷ nguyên cũng không tiếc. Ta để cho các ngươi đi sao? Lăng Hàn lãnh đạm nói, hắn muốn đại phát thần uy. Lăng Hàn ra tay, như hổ lạc vào bầy dê, một quyền đánh ra lập tức có một tiên vương dị vực bị giết chết. Đơn giản mà thô bạo, cường giả cấp bậc tiên vương không ngờ lại giống như con cừu nhỏ, không có chút lực phản kháng nào. Chuyện này khiến cho da đầu mọi người run lên, giống như Lăng Hàn hóa thân thành đại ma đầu cấp bậc cửu trọn thiên, giết tất cả, tất cả đều nằm trong khống chế của hắn. Tiên vương tiên vực thì cảm khái, lúc này dù là ai cũng có thể nghĩ ra được, Lăng Hàn nhất định là cố ý ẩn nhẫn, muốn đợi tiên vương dị vực tới đủ nhiều mới lộ ra giao mổ. Cho nên đây là đóng cửa đá chó, một trận giết chóc. Không có ai có thể ngăn cản được Lăng Hàn, hắn là chủ nhân phiến thiên điện này. Trừ phi thiên tôn ra tay, hay là tới một vị chuẩn thiên tôn, nếu không ai có thể là đối thủ của hắn chứ. Giết! giết, giết, lăng hàn giống như là ác ma địa ngục, trong mắt hắn không nhìn ra một tia thương cảm nào, hai giới đối lập, hắn giết võ giả dị vực là cứu vớt gia viên của mình. Như vậy đương nhiên không có khả năng nhân từ nương tay. Không chỉ tiên vương dị vực nằm trong đối tượng thảm sát của lăng hàn, ngay cả các đế tinh cũng trở thành người trong danh sách đồ sát. Nếu như bỏ mặc cho những đế tinh này phát triển, đều có thể trở thành cấp bậc tiên vương cửu tọng thiên, thậm chí còn có khả năng trở thành thiên tôn. Không, phanh, xâm lạc vừa mới nói ra một chữ thì đã bị lăng hàn không chút lưu tình đánh nát đầu đế tinh thì thế nào trước mặt lực lượng chuẩn thiên tôn đều là cạn bã lăng hàn mặt không biểu tình hóa thân ngàn vạn đồng thời đuổi giết tơ cả võ giả dị vực nại u giết gào ba chiếc sừng đều tỏa sáng phù văn sáng chói, hóa thành biển sau đó cũng vô dụng lăng hàn điểm ra một ngón tay phanh nàng hóa thành thịt vụn ngô tâm điên cuồng trốn nhưng mà lại có một đạo kiếm quang chém tới lập tức đuổi theo hắn chém hắn thành ngàn vạn đoạn. Ngươi không nên giết ta, xích huyết giống to, cuối cùng hắn cũng hiểu sao mình và Lăng Hàn lại có tranh lệch lớn như vậy, người ta nắm giữ khởi nguyên ma phương, ngay cả tiên vương cũng có thể dùng một quyền đuổi giết, huống chi là bát liên thập nhất bí như hắn. Hắn không cam lòng, hắn không phục, hắn là hậu đại của xích viêm thiên tôn, tôn quý không có cách nào hình dung, sao có thể chết ở chỗ này chứ. Trong miệng hắn thì thào, lực lượng quỷ dị chấn động, hắn đang gọi tên thật của xích viêm thiên tôn. Tên thật của Sích Phiêm Thiên Tôn rất ít người biết rõ, bởi vì sau khi gọi sẽ có nhân quả quan hệ rất lớn. Bất quá Sích huyết chính là hậu nhân của Sích Phiêm Thiên Tôn, trong huyết mạch có khắc tên thật của vị Thiên Tôn này. Sích huyết kích hoạt huyết mạch, làm tên thật Sích Phiêm Thiên Tôn lộ ra, hóa thành quang mang chiếu sáng thiên địa. Niệm tên Thiên Tôn, đây là một loại nhân quả rất lớn, bởi vì Thiên Tôn kỳ thực không nên tồn tại trong thiên địa, muốn triệu hoán một đám ý niệm của hắn tới, đương nhiên sẽ bị thiên địa nhầm vào. Lăng Hàn lập tức có cảm ứng có một cỗ lực lượng cường đại khiến cho trong lòng hắn run sợ một cách khó hiểu, đồng thời cỗ lực lượng này còn đang tăng tiến một cách vô hạn. Phải biết rằng hiện tại hắn là chuẩn thiên tôn, lực lượng khiến cho trong lòng hắn run sợ sẽ mạnh tới đâu chứ? Xích viêm thiên tôn sắp xuất hiện, lang hàn hừ một tiếng, trong đầu suy nghĩ, lập tức đánh xích huyết thành cặn bá, quá trình triệu hoán thiên tôn sẽ gián đoạn. Không, tiên vương dị vực giết gào, xích huyết quá quan trọng, chẳng những là đế tinh vô địch mà còn là hậu nhân một vị thiên tôn kêu gào cái gì, lang hàn lạnh lùng nói, hóa thân cùng động, lần lượt, từng vị tiên vương dị vực bị hắn ránh nát. Nhưng mà trên bầu trời lại bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ xé rách, một đạo thân ảnh hiển hiện, nhưng lại nhạt vô cùng, gần như trong suốt. Thế nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn tản mát ra khí thức cường đại vô cùng. Giống như chỉ cần một ý niệm cũng có thể khiến cho phiến thiên địa này nứt vỡ vậy. Xích viêm đại nhân, những tiên vương dị vực may mắn còn sống sót đều quỳ xuống, vẻ mặt tràn ngập kính cẩn, bởi vì đây chính là xích viêm thiên tôn của dị vực người dị vực vui mừng quá đỗi trong mắt bọn hắn chỉ cần thiên tôn xuất hiện không có gì là không giải quyết nổi mở phong tỏa thả người xích viêm thiên tôn mở miệng khí thế đáng sợ chấn động như là trời long đất lở lang hàn không khỏi cười nói nếu như ngươi đem một đám thần niệm hàng lâm có phải là đối thủ của ta hay không khó mà nói được huống hồ chỉ là một đạo tàn ảnh lão đầu đừng có giả trang sớm muộn ta cũng đi băm đầu chó của ngươi lớn mật làm càn người dị vực giận dữ mắng mỏ không ngờ lại dám nói chuyện với thiên tôn trí cao vô thượng của bọn hắn như vậy khiến cho bọn hắn giận dữ không thôi trong lòng người dị vực thiên tôn chính là vị thần bất diệt đây là thiên địa của ta cút cho ta lang hàn đánh ra một quyền oanh tàn ảnh của xích viêm thiên tôn lập tức bị hắn tiêu diệt tiên vương dị vực đều há hốc mồm tuy rằng đây chỉ là một đạo tàn ảnh của thiên tôn ngay cả một đám ý niệm trong đầu cũng không phải thế nhưng trơ mắt nhìn một quyền lăng hàn đánh bại vẫn khiến cho bọn hắn bị trùng kích mãnh liệt. Đây là đang nghịch thiên A, à. lăng hàn hừ một tiếng, ánh mắt đảo qua, sát ý sôi trào. Một vị thiên vương đã bị kinh động, hắn phải mau chóng ra tay, nếu không vị thiên tôn này sẽ rất nhanh tới đây. Phiến thiên địa mới này có thể ngăn cản được một vị thiên tôn hay không khó mà nói được. Huống chi dị vực không chỉ có một vị thiên tôn, chương 2498, đổi chiến công thượng. Phanh phanh phanh, từng đạo máu tươi bắn ra, không có ai là địch của Lăng Hàn. Chỉ trong mấy hô hấp, Lăng Hàn tàn sát tất cả sinh linh của dị vực. Hắn tắm máu địch nhân, đứng ngạo nghễ trên bầu trời. Dù chỉ là một thân ảnh lẻ loi trơ trọi, nhưng vẫn khiến cho nhân sinh có cảm giác dù thiên quân vạn mã của dị vực tới cũng không làm gì được hắn, không thể khiến cho hắn lùi về phía sau. Thẩm Siêu tỉnh lại, hai chân hắn run rẩy, nói: "Ta phục, ta phục, ta phục." Nói tới nói lui cũng chỉ hai chữ này mà thôi. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói: "Ngươi báo thù tư, nếu không phải thực lực ta hơn xa ngươi, ta đã sớm trở thành cô hồn dã quỷ. Ngươi nói lời này là đang định gạt quỷ sao? Tiểu Nan như ngươi còn sống cũng là lãng phí tài nguyên." Khí thế hắn vô cùng mạnh mẽ, lại thêm khí thế tiêu diệt tiên vương dị vực càng làm cho khí thế hắn đáng sợ vô cùng. Thẩm Siêu bị dọa cho té đái, không có biện pháp. Lúc này tương đương hắn đang đối mặt với một vị chuẩn thiên tôn hơn nữa trước đó lại bị kinh sợ nhiều như vậy đã sớm dọa hỏng lá gan của hắn cho nên hiện tại căn bản không còn phong thái của đế giả chút nào kính xin hạ thủ lưu tình một vị tiên vương mở miệng đây là người tiên vực ta không được phạt riêng giết người dị vực khác cho dù nhiều hơn nữa cùng là cống hiến cho tiên vực thế nhưng đột sát đồng bào tiên vực đó chính là tội lớn huống chi thẩm siêu lại là một đế giả tương lai tối thiểu cũng trở thành tiên vương ngũ trọng thiên là lực lượng không thể bỏ qua phanh Lăng Hàn ra tay, đầu thẩm siêu lập tức bị đánh nát, thần hình câu diệt. Hắn đã tha cho thẩm siêu mấy lần, nhưng mà đối phương chẳng những không thu liếm, ngược lại còn càng quyết tâm giết hắn. Coi hắn là tượng đất, tình tình tốt không biết nổi bão hay sao. Sắc mặt tiên vương mở miệng có chút khó coi, hắn và tiên vương thẩm ra có chút sâu xa, mới chủ động mở miệng như vậy. Không ngờ Lăng Hàn lại dám không bán mặt mũi cho hắn. Bất quá chỉ là vẫn cứ trỏ nhận được khởi nguyên ma phương mà thôi, một khi rời khỏi đây, một ngón tay của hắn có thể nghiền nát con dẹp này. Nhưng mà người bất mãn cũng chỉ có hắn, những người khác, kể cả các tiên vương ai cũng mừng rỡ không thôi. Bởi vì trận này trọn vẹn giết 130 tiên vương dị vực. Còn có rất nhiều người nổi bật trẻ tuổi, đối với dị vực tuyệt đối là một kích nặng nề. Nếu như ở tiên vực, chỉ sợ phải hai ba kỷ nguyên mới có thể khôi phục lại. Vạn tuế, tất cả mọi người hoan hô, phanh, nhưng đúng lúc này thiên địa như muốn run lên, dường như muốn nứt vỡ thiên địa run rẩy dữ dội, lung lay sắp đổ, sắc mặt lang hàn tái nhợt, chỉ cảm thấy khó chịu tới mức sắp phun máu. Phiến thiên địa này đang bị oanh kích, mà hắn dung hợp vào làm một thể với phiến thiên địa này, thiên địa bị thương hắn cũng bị thương. Hắn nhìn thấy rõ ràng, ở đầu bên dị vực có mò tồn tại đáng sợ đang ra tay với khu vực trung lập. Đánh ra một kích là có thể khiến cho cả thiên địa run rẩy, căn bản không thừa nhận nổi trọng kích. Xích viêm thiên tôn, đối phương đã tới, chỉ trong giây lát ngắn ngủi như vậy, cũng không biết từ góc nào của dị vực chạy tới, tốc độ khiến cho người ta sôi máu. Đây không biết có phải là chân thân của đối phương hay không, nhưng mà cao chừng 10 trượng, ở trần Trên da có vô số bùa văn, dù hiện tại Lăng Hàn có cấp bậc chuẩn thiên tôn cũng không có cách nào nhìn thấy rõ bộ dáng cụ thể của đám phù văn này. Phía sau hắn còn có một hư ảnh cao vài ức vạn trượng. Hắn đánh ra một quyền, hư ảnh kia cũng đánh một quyền ra theo, đánh vào khu vực trung lập, đánh cho thiên địa run rẩy, sắp sụp đổ khi thần thức lăng hàn đảo qua xích phim thiên tôn lập tức cảm ứng được hắn cũng nhìn qua hai mắt dường như có thể nhìn thấu không gian vô cùng nhìn thấy chân thân của lăng hàn đi lăng hàn vội vàng nói chỉ bị nhìn một cái mà đã làm cho máu trong cơ thể hắn sôi trào giống như muốn bạo tạc nổ tung thành từng mảnh nhỏ phiến thiên địa này căn bản không ngăn được một vị thiên tôn chỉ có thiên địa như tiên vực mới có thể làm được bàn tay lớn của hắn khe cuốn tất cả mọi người phi thân lập tức bị hắn ném ra khỏi khu vực trung lập, đi tới thông thiên quan phía dưới. Lăng Hàn xoay người, ở chỗ này hắn vẫn có thể nhìn thấy hư ảnh xích viêm thiên tôn huyễn hóa ra. Người này thực đáng sợ, quả thực có uy năng một quyền đánh nát thiên địa. Tiểu tháp, ta hỏi ngươi một chuyện, Lăng Hàn đột nhiên mở miệng, trao đổi với tiểu tháp. Sau khi tìm đập ít nhất 100 lần, Lăng Hàn gật đầu, bước ra khỏi khu vực trung lập. Hắn vừa mới đi ra ngoài thì xích viêm thiên tôn cũng dừng công kích, Ánh mắt của hắn giống như có thể nhìn xuyên qua ức vạn dặm không gian, vẫn nhìn chăm chú vào trên người Lăng Hàn. Chỉ là trong thiên địa tiên vực có lực lượng mạnh hơn áp chế thiên tôn chi lực, cuối cùng Lăng Hàn cũng không cảm nhận được cảm giác bạo tạc như muốn nổ tung nào. Tuy rằng hắn rất khó chịu, Lăng Hàn liếc mắt nhìn thật sâu, đây là lực lượng thiên tôn, cũng là thứ hắn muốn đạt tới. Lực lượng siêu việt, hắn nhớ kỹ lực lượng này, hắn mạnh mẽ quay đầu đi, tiến về phía Thông Thiên Quan. Khi hắn tiến vào trong Thông Thiên Quan, chỉ thấy tiếng hoan hô như sấm dậy vang vọng. Người tàn sát gà, hàn lâm, mọi người đều đang gọi tên hắn, trên đường phố dài đều là người, mỗi một người đều phấn chấn không thôi. Lăng Hàn biết rõ, nhất định chuyện hắn trôn toàn bộ tiên vương dị vực trong khu vực trung lập đã được truyền ra ngoài. Mặc dù có một ít tiên vương dị vực không phải là do hắn giết, nhưng mà ít nhất hắn cũng chém giết chín thành tiên vương. Mà tiên vực cần một siêu cấp anh hùng để đề thăng sĩ khí, bởi vậy toàn bộ chiến công đều tính lên trên đầu Lăng Hàn, khiến cho vầng sáng xung quanh người hắn càng thêm trói mắt. Hắn mỉm cười, liên tiếp gật đầu với người bốn phía, một mặt thì đang tiếp nhận thiên địa ngợi khen. Ở biên quan đánh chết sinh linh dị vực, có thể nói là trừ hại cho thai hen địa, có thể được thiên địa ban thưởng. Nhưng mà sẽ không trực tiếp đưa cho hắn mà tính vào chiến công. Sau đó lại tiến hành đổi ở tế đàn tại thông thiên quan. Trận chiến này lăng hàn đuổi giết trên trăm tiên vương dị vực, còn có vô số thăng nguyên, tiên phủ, phân hồn, chảm chân, chiến công đương nhiên cũng nhiều tới mức không hợp thói thường. Trong lịch sử còn có vị chuẩn thiên tôn nào gia nhập chiến đấu hay sao? chương 2499, đổi chiến công hạ. Thiên tôn căn bản không được thiên địa tán thành, dù có diệt nhiều người tới đâu cũng không có khả năng nhận được chiến công. Cho nên Lăng Hàn thu được chiến công rất nhiều, chỉ sợ thoáng cái có thể xếp vào top 10 trong lịch sử. Hắn nhanh chóng đi về phía tế đàn, Hàn Lâm, chư vị tiên vương triệu kiến, một cường giả thăng nguyên cảnh xuất hiện, nói với Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu nói, được, nhưng đợi ta làm một chuyện trước đã, không có bao nhiêu thời gian đâu. Tên thăng nguyên cảnh khẽ nhíu mày, tiên vương triệu kiến, tiểu tử này không ngờ lại không lập tức đi. Thế nhưng cho dù cho hắn có một trăm lá gan cũng không dám làm gì Lăng Hàn. Hiện tại Lăng Hàn nhiễm nhiên là đệ nhất công thần và là hy vọng của tiên vực. Nếu hắn dám động vào một sợi lông của Lăng Hàn, chẳng những bị đuổi giết thành cặn bã mà cũng sẽ biến thành mối sỉ nhục trong dòng sông lịch sử. Bởi vậy hắn dành phải đi theo sau lưng Lăng Hàn, vẻ mặt phiền muộn. Trong tiếng hoan hô, Lăng Hàn đi vào tế đàn. Tế đàn vô cùng giản dị, là một thạch đàn hình ngũ giác, nhưng nếu như nhìn kỹ, Lăng Hàn lập tức phát hiện ra tài liệu cấu thành nó không đơn giản, có quang vận kinh người, trí cao vô thường. Hắn đi tới tế đàn, lập tức có một thứ giống như pháp chỉ xuất hiện trong thức hải hắn, liên tiếp gọi tên là một danh sách dài rằng dặc Đây là những tài liệu thiên địa cho phép đổi. Lăng Hàn thậm chí còn nhìn thấy thiên cổ nhất mộng đan, đan phương này đã sớm thất truyền. Thế nhưng ở chỗ thiên địa lại có thể đổi được, tất cả mọi thứ trên thế gian đều là do thiên địa sáng tạo ra, cho dù là đan dược. Cũng là thứ được tạo thành từ tài liệu trong thiên hạ. Thiên địa đương nhiên có thể hình thành, lại nói, kỳ thực đan dược cũng do quy tắc diễn hóa ra, trong thiên địa mà nói, quả thực ra là đơn giản. Ta muốn thần thiết nhị thập giai, lang hàn nói trong thức hải, lập tức, không chung trên tế đàn vỡ ra, vô số kim loại rơi xuống, mà chiến công của lăng hàn thì không ngừng bị thiên địa khấu trừ đi lăng hàn không quan tâm hắn muốn đem tiên ma kiếm tăng lên cấp bậc tiên binh khi quyết định chém giết cường giả tiên vương dị vực hắn đã có quyết định như vậy hắn ở dưới nhật thần thiết toàn bộ đều được thu vào trong hắc tháp sau lưng hắn cường giả thang nguyên cảnh kia cảm thấy khó hiểu đây rõ ràng là dùng rất nhiều chiến công đổi lấy thần thiết nhị thập giai a dựa vào người có bệnh sao cho dù đổi chuẩn tiên kim cũng tốt hơn thứ này trong lòng hắn đau tới chết tuy rằng thần thiết nhị thập giai không đáng mấy chiến công nhưng mà cũng không chịu nổi số lượng như biển thế này tiêu hao chiến công như vậy khiến cho hắn đỏ mắt tới chết phá sản thực sự quá phá sản lang hàn lại không thèm để ý khi hắn cảm thấy không sai biệt lắm mới nói được rồi lập tức chiến công của hắn ngừng giảm bớt mà thần thiết cũng ngừng xuất hiện có lẽ đủ để cho tiên ma kiếm tấn cấp lang hàn xem xét chiến công lúc này còn có 2 phần 3 lại đổi tiên dược lăng hàn nói hắn không keo kiệt những chiến công chỉ để cho đẹp này những thứ này ném trên thân thể là con số hoàn toàn không thể dùng chỉ có biến thành những thứ thực tế mới thực sự là chỗ tốt bên này đổi trong lòng của hắn đột nhiên hiểu ra tất cả mọi thứ trên thế gian kỳ thực là quy tắc kể cả hắn bên trong cũng vậy kỳ thực cũng là quy tắc hình thể là thứ yếu quy tắc mới là căn bản đương nhiên lăng hàn không có ý định buông tha cho thân thể này quy tắc là thể hiện của thực lực mà hưởng thụ sinh hoạt lại cần dùng thân thể để thực hiện. đúng rồi, lại đổi một ít đồ chơi này. hai mắt lăng hàn sáng ngời, hắn phát hiện ra một loại đạo cụ gọi là thiên địa nguyên cương, đắt gần chết a. nhưng uy lực lại vô cùng cường đại, có thể đánh ra công kích cấp bậc tiên vương. khi đổi xong toàn bộ chiến công, cuối cùng lăng hàn cũng cảm thấy mỹ mãn. đi thôi, hắn nhìn về phía cường giả thăng nguyên cảnh kia rồi nói, người nọ đã sớm không còn bình tĩnh, hư một tiếng rồi mới dẫn đường kỳ thực hắn có chút xem thường Lăng Hàn, cho rằng Lăng Hàn có thể lập công lớn như vậy kỳ thực là bởi vì vẫn cứt chó, thu được khởi nguyên ma phương mà thôi, như vậy ai cũng có thể làm được. Tên cường giả thăng nguyên cảnh kia mang theo Lăng Hàn đi vào trong một tòa đại điện. Tòa đại điện này quá hùng vĩ, có đạo quang quấn quanh, khí tức trí cao lưu chuyển. Lăng Hàn có thể khẳng định tòa đại điện này là một kiện trí bảo. Hắn vận chuyển khi thiên thuật, che giấu khí tức bản thân, quan trọng hơn là che giấu sự tồn tại của hắc tháp, trong này có rất nhiều tiên vương cửu trọng thiên A, đến lúc này tên cường giả thăng nguyên cảnh kia không tự chủ được khom người xuống, bộ dáng cẩn thận từng ly từng tí một, dường như ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đây là điều đương nhiên, trong đại điện toàn là tiên vương. Còn có mấy đại đế cửu trọng thiên ngồi ở bên trên, giống như là thần nhân bất diệt. Hàn Lâm, người đã lập đại công cho tiên vực, vạn cổ tiên vương mở miệng trước, thanh âm ầm ầm có uy nghiêm vô thượng. Đây mới là chân thân của hắn, thứ xuất hiện ở Thánh Nguyên Học Viện chỉ là một đám ý niệm trong đầu của hắn, một hóa thân, căn bản không có cách nào đánh đồng với chân thân. Biểu hiện của Lăng Hàn rất là khiêm tốn, hắn không người với vạn cổ tiên vương rồi nói. Đa tạ vạn cổ đại nhân khen ngợi, quả thực là công tích vạn cổ A. À. Lại một tiên vương nói, những người mở miệng lúc này đều là tồn tại cửu trọng thiên, phong hào của nàng là thiên nữ, là một tiên vương giới tính nữ tương đối hiếm thấy. Ha ha, đúng là anh hùng suốt thiếu niên một tiên vương mặc đạo bào vuốt sâu mỉm cười phong hào của hắn là vân hư đương nhiên cũng là tiên vương cửu trọng thiên chúng tiên vương thì ca ngợi trừ việc lăng hàn đã chém giết tiên vương dị vực ra thiên phú võ đạo của bản thân hắn cũng làm cho chúng tiên vương hết sức coi trọng bổn tọa đề nghị phải dùng tất cả đều nuôi dưỡng kẻ này lớn lên vạn cổ tiên vương nói hắn vô cùng coi trọng lăng hàn dùng thiên phú của kẻ này hơn nữa lại thêm khởi nguyên ma phương có khả năng siêu việt quy tắc hạn chế trở thành thiên tôn Thiên tôn, vẻ mặt chúng tiên vương dùng mình, đây chính là tồn tại áp đảo trên quy tắc A. Tiên vực bọn họ cũng chỉ có ba bá chủ như vậy. Bồn tọa đồng ý, trường thanh tiên vương lập tức nói, hắn là bằng hữu chi giao của vạn cổ tiên vương.